Chào anh em, lại là mình Du Kẹt đây. Như tiêu đề thì anh em cũng đã thấy cái tập của ngày hôm nay là một cái tập đặc biệt đúng không? Tại sao không phải là cái tập 8 nối tiếp series 117 tướng khác nhau lên chiến tướng mà lại là tập đặc biệt? Bởi vì ở cái video ngày hôm qua thì mình đã không có bình luận anh em mà, cho nên là mình đã hứa với anh em mình sẽ bù vào clip sau, một clip thật là đặc biệt luôn. Và tập của ngày hôm nay thì nó sẽ đặc biệt như thế nào? Bình thường á, cái series này mỗi tập mình chỉ đánh từ 4, 5 cho tới 6 vị tướng mà thôi. Tuy nhiên ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh đến tận 10 vị tướng nha anh em ơi. Và video này sẽ rất là dài đấy. Nên là anh em nào mà xem được video này chưa ăn cơm thì hãy chuẩn bị cho mình một tô cơm, một thứ gì đó để ăn mà xem hết video này của mình nha anh em ơi. Và trước khi bắt đầu vào cái tập đặc biệt của ngày hôm nay thì hãy cùng mình điểm lại xem ở tập trước mình đã sử dụng cho mình những cái vị tướng gì và cũng như là lên được mức rank gì nha anh em ơi. Ở tập trước thì mình đã sử dụng lần lượt 6 vị tướng sau đây: Baine, Mina, Florentino, Butterfly, Yata và cuối cùng đó chính là Liliana. Cùng với đó mình đã lên được mức rank chính là cao thủ 12 sao nha anh em ơi. Và đến với tập của ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng tiếp cho mình những cái vị tướng gì cũng như là lên được mức rank gì thì anh em hãy cùng đón xem nha. Và bây giờ không làm mất thêm thời gian của anh em nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào clip lúc nào anh em ơi. Let's go. Đến với trận đấu đầu tiên này thì mình là cái người bích thứ ba. Với chức tướng ở bên tay bạn Oma, Triệu Vân và Teonat thì tương đối rất là tù, cho nên bắn Yon sẽ ổn nha. Cộng thêm Butterfly nữa thì quá là tuyệt vời luôn anh em à. Lay game là say hết. Tracy, trận đấu này có thể nói là bắn Yon sẽ rất là phê luôn nha anh em ơi. Chỉ cần cố gắng giữ vị trí một chút thôi. Tuy nhiên thì support tay mình có vẻ như sẽ là Ritter rồi anh em à. Bởi vì nhìn vào cái chức tướng ông bích 5 tay mình thì toàn là những cái chức tướng đi top chứ không có chức tướng nào đi support cả. Nên có lẽ rằng bạn sẽ đi top của Ritter đi support cho mình rồi. Với một chức tướng như Ritter sẽ không có bảo kê được mình đâu anh em. Bạn chỉ có thể băng càng lên thôi. Nên là game này chắc là phải tự thân mình vận động rồi. Tình hình là kênh YouTube của mình cũng đã đạt được gần 50.000 người đăng ký rồi. Nên là anh em nào xem mà chưa đăng ký kênh thì mình hy vọng nha, năn nỉ anh em luôn đó. Tha thiết năn nỉ anh em luôn là hãy cho mình xin một đăng ký và một like video này nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Về chức tướng của Yon ở đầu game thì nói chung sẽ rất là yếu nha anh em ơi. Nên là chúng ta tập trung chúng ta farm thôi. Và về phần AD thì đầu game AD nào chả yếu đúng không anh em. Chỉ có con Elsu hay là con Stuart là ở đầu game nó tương đối là khỏe thôi đó. Và Van Heel nữa chứ. Ngoài ba vị tướng đó ra thì ra phần AD nào đầu game cũng yếu cả. Oma tương đối là yếu máu rồi này. Tuy nhiên thì bạn ấy cầm cho mình cái cấp cứu hồi cũng được khá khá máu. Có Karisi xuất hiện ở đây nữa. Từ từ nha, mình kê cái tóc biến anh em ơi. Để khi mà Karisi hất tung hay là Oma bất ngờ làm một cái pha gì đó mình có tóc biến mình chạy đi. Tầm này bắn vẫn chưa có đam được đâu anh em à. Cho nên chỉ là tập trung farm thôi nha anh em. Một hồi thì con Yon này cuối game nó có đồ thì đúng là con quỷ luôn chứ không phải là con tướng bình thường đâu nha. Ở đầu game thì tay mình cũng đã thành công ăn được cái con rồng này rồi anh em mà. Ritter đang có một tình huống chủ động, tuy nhiên thì tay bạn quá đông, Ritter hơi bất cẩn rồi, mình thì chỉ đứng ở một bên mình sấy thôi. Lượng đam gây ra nó không có bao nhiêu cả anh em ơi. Tuy nhiên thì ôi hay quá. Với một cái linh đạn đó thì cũng đã giúp cho Liliana hạ gục đi được cái mạng Butterfly rồi. Karisi thì còn chấm máu, tuy nhiên thì Nagaroth cũng đã thay Karisi làm cái việc đó và hạ gục được Karisi. Bây giờ thì hai thành viên AD support tay bạn đang bị kẹt lại ở đây, chắc chắn sẽ phải nằm lại mà thôi. Oma là người đầu tiên này, tiếp theo sau đó thì Teonat cũng đã tương tự phải lên một biến số. Và trong pha combat vừa rồi thì mình chỉ ăn được một mạng thôi, ba mạng hỗ trợ. Nói chung thì cứ có hỗ trợ hay là mạng hạ gục gì thì đều ngon cả, bởi vì nó đều mang về cho mình một cái lượng vàng và một cái lượng kinh nghiệm ổn định ha. Đánh con Yon này ở đầu game nói chung được bình yên farm là ổn lắm rồi anh em, mà mừng lắm rồi, chứ không có cần là phải có mạng hay là như thế nào đâu. Có mạng thì càng tốt thôi. Ui, tầm này bắn cũng bắt đầu là đau rồi anh em ơi. Mình đã lên được một cái thánh kiếm rồi. Ở cái lối chơi AD của mình thì mình sẽ không có lên giày đầu tiên mà mình lên một cái món trang bị lớn đầu tiên luôn. Và chẳng hạn như trận này thì mình lên cái thánh kiếm đầu tiên chứ chưa có lên giày đâu nha anh em ơi. Cho nên em có thể thấy được cái nguồn sát thương gây ra nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì với cái việc không có giày thì anh em sẽ cần phải đánh cẩn thận một chút xíu nha. Bởi vì không có giày thì tốc độ di chuyển của chúng ta cực kỳ là chậm. Và với những tình huống ganh ở bên phía team địch chúng ta sẽ không thể nào đỡ kịp đâu. Cho nên là đánh cẩn thận và chắc một chút xíu nha anh em ơi. Ở tình huống này thì Ritter lên tương đối là cao rồi này, mình không có dám lên theo Ritter luôn á anh em, mà bảy băng trụ này sao mà mình dám lên được đây. Rốt cuộc thì mình cũng phải cố gắng là cứu Ritter. Tuy nhiên thì Karisi tóc biến lên chọi bướm cũng đã hạ cũng được cái mạng của Ritter rồi. Và pha này Ritter báo mình quá trời báo luôn á anh em mà. Sau khi hồi sinh thì mình cũng đã di chuyển ra mid và ép trụ mid này. Mình đánh AD thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cái cách chơi nó đúng như thế nào rồi ha. Cứ lấy xong trụ đường rồng hoặc là mất trụ đường rồng thì anh em ra mid liền giúp cho mình. Một là ra mid, hai là cái trụ top ở bên phía đối phương mà còn á thì anh em lên top nha. Trụ mid đối phương mất rồi thì chúng ta cũng có thể lên top luôn. Nói chung thì cứ lấy xong trụ đường rồng là anh em lên mid hoặc là top giúp cho mình mà chúng ta ép tiếp. Lấy được trụ nào nữa thì lấy nha anh em ơi. Đấy, cách chơi AD đúng là như vậy. Như vậy thì sẽ ép được rất là nhiều trụ luôn. Rồi tiếp tục lấy thêm cái trụ mít này, anh em ơi đi đâu vậy, làm trụ mít này, chết rồi, Triệu Vân đang có mặt ở đây. Cố gắng đánh trụ này em ơi, kẹt lại góc này rồi chứ, có Oma nữa thôi lui về nha anh em ơi. Tạm thời là mình lui về, phá này nếu như mà team mình chịu đi chung thì lấy luôn được cái trụ mít này rồi anh em. Có điều là mấy ông này cứ đi lang thang lang quăng, lang thang,
không biết chịu ra mít mà lấy trụ. Đó cũng là cái lý do mà khiến cho chúng ta bị thua khi đang ở trong một cái thế ép đó anh em ơi. Tập này sấy rất là đau luôn, sấy cực kỳ là lực anh em à. Phía bên này thì Triệu Vân cũng đã lấy được cái mạng của Liliana rồi. Lượng máu của mình còn ít quá, tuy nhiên thì mình có mang một xíu hút máu. Cho nên đứng đây sấy con rồng này cùng với cả Anacross này sẵn tiện là ăn luôn nha. Mình hồi được bao nhiêu máu thì mình hồi. Có vẻ như là cái lượng máu mình hồi nó không ăn thua cho lắm. Khi mà hồi chưa được này nửa cây nữa anh em ơi. Phía bên này Ritter thì sao đây? Đây bắt thẳng vào vị trí của Theonat. Ui, Ritter có vẻ như rất là khỏe nha. Bắt xong Theonat mà cái lượng máu của Ritter còn tương đối là nhiều và có vẻ là anh ta cũng sẽ chạy được thôi. Ui, có Triệu Vân nữa, có Triệu Vân thì quá là khó rồi, không nào mà chạy được nữa rồi anh em à. Bây giờ thì đang thiếu sự góp mặt của support tay mình này, không biết là có thể ép được hay là không. Cái này sẽ tốc biến lên, vô tình luôn hất hụt rồi. Tay mình này, ôi chết rồi, ăn ulti Theonat. Ôi pha này di chuyển hơi lỗi anh em à. Verez tay mình kiểu ở phía dưới này ấy, mình không có để ý. Phải có Verez cover mình mới được, chứ không có Verez thì không ai cover mình. Tay mẹ bắt mình dễ quá, nói chung pha này cũng tại mình anh em à, di chuyển khá là lỗi. Hay rồi, tay mình hay quá rồi. Mặc dù là mình lên 7 điểm số nhưng mà tay mình vẫn gỡ lại được 3 mạng. Hồi sinh trở ra thì lại tiếp tục là đang có một tình huống đánh nhau ở bên hang con Red bên phía đối phương anh em à. Tầm này mình sấy rất là đau rồi nha. Tuy nhiên cái lượng đam con Oma mình cũng cảm giác khá là ảo ấy. Chả hiểu sao mà Oma nó cóc mình một cái mà cả nửa cây máu ấy. Thằng Teo đó nó núp ở trong bụi rồi đó anh em ơi. Đâu ra vậy? Đâu ra mà nó núp trong bụi nó bắn mình hai cái vậy ta? Sao nó không chạy về luôn anh em? Nó còn lì ở lại đổi mạng với mình nữa rồi. Xong giờ tem bị quét sạch luôn, không ai mà ở lại đếp trụ luôn. Nó có vẻ như là team mình sẽ win luôn cái trận đấu này hay là chăng đây, khi mà tận tới 10 giây nữa thì Karasi mới hồi sinh anh em à. Bây giờ thì team mình chỉ cần tập trung lại và win là cái trận đấu này cũng đã có thể kết thúc rồi. Ôi sợ ơi, chuỗi thắng 15 anh em à, đã quá trời đã luôn này. Trận này thì mình chỉ đạt được hạng 3 thôi, nhưng mà hãy cùng xem là cái lượng sát thương mình gây ra được bao nhiêu nha anh em. Đó, 34%, quá tuyệt vời rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nha. Trận này thì mình bắt đầu anh em à. Bắt đầu thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn một con bài nào đó nó an toàn, ít có những cái chất tướng nào mà có thể khắc chế được nha anh em ơi. Ở trận này mình chơi Ma Vương Tu Len. Ma Vương Tu Len thì làm gì có con nào mà khắc chế được con Tu Len đúng không anh em? Ấy, nói vậy thôi chứ cũng sẽ có những cái chất tướng có thể khắc chế được con Tu Len, chẳng hạn như là con Liliana này, Ngộ Không vân vân và Mê Mây. Nhưng mà bắt đầu mà bắt Tu Len thì nó quá là an toàn rồi, không còn gì mà an toàn hơn được nữa đúng không anh em? Nói về Tu Len thì đây cũng là một cái vị tướng tủ của mình anh em à. Đó, mình chơi Tu Len cũng khá là tốt. Ok, một tình huống lôi điểu cùng với cả là nội tại lôi điện thì mình đã đoạt được cái mạng của Karasi. Ở phía bên này thì Aya cùng với cả là Aoi cướp đi con blue của Nagaroth rồi anh em à. Đánh Nam không blue thì hơi toang thật. Ở tình huống này thì Aoi cùng với cả Karasi đang muốn bắt vào vị trí của Na rồi và Na chắc chắn sẽ phải lên mà điểm số thôi. Tuy nhiên tình huống này thì chỉ là một tình huống đổi mạng anh em ơi. Aoi tay mẹ đánh khá là máu chiến, quả đó Long Diệt trở ra thì đã sống rồi đấy. Với tình huống đổi mạng như thế này thì thôi không sao, mình có mạng mà anh em. Mình có mạng thì mình cũng không phàn này nhiều thôi, Murad chết chắc rồi. Quả này ăn lôi điểu là bạn ấy đi rồi anh em à. Ơ, Yuka còn tóc biến qua bên phía bên kia tường đánh thường thêm một cái làm gì đây? Chắc là bạn ấy muốn ăn mạng Murad đấy. Nhưng quả đó nhường mạng cho mình cũng được mà đúng không anh em? Ai ăn mạng mà chả được, bảy là mất cái tóc biến thì mình cảm giác là hơi lỗ. Đánh Tu Len thì anh em cố gắng là anh em farm thật là nhiều vỏ giúp cho mình nha. Kiểm soát cái lượng vàng, farm thật là nhiều chứ không phải là farm hết của team đâu nha anh em ơi. Kiểu như là lính mít ấy, nó cứ xuất hiện là anh em farm lính mít, đầy lính mít giúp cho mình. Rồi thi thoảng có mấy cái con cua ở mít ấy, có mấy con quái nhỏ thì anh em cũng ăn luôn. Đó, củng cố cái lượng vàng vào. Chứ con Tu Len này mà không có vàng thì nó tương đối là phế đấy. Con này là một cái chất tướng cần vàng anh em mà. Nó mắc cái bệnh nhà giàu. Con này mà thọt thì nó thực sự là không có được mạnh đâu anh em. Ở phía trên đường rồng thì cặp đây support tay mình cũng mất tiêu rồi, sẽ cần phải lên đây đếp trụ nha. Bỏ này thấy áo yếu này, làm nhẹ luôn Aoi anh em ơi. Và rất tiếc là cái lôi điểu của mình nó không đủ đam rồi. Mình lách nhẹ đi để mình né được cái chiêu 2 của Karasi. Tuy nhiên thì tình huống đó nó vẫn trúng chiêu 2. Không sao ha, với lượng máu này thì mình vẫn có thể ở lại, bởi vì là mình đang cầm cho mình cái ngọc hút máu phép. Đánh con Tu Len thì mình quá chắc tay rồi anh em ơi, nên mình không có cần phải lo về cái vấn đề gì cả. Tình huống này thì có lẽ là Aoi sẽ đang ăn cho mình con quái nhỏ này chắc luôn ấy. Đấy, mình biết mà anh em ơi. Cho nên mình cũng chủ động tìm kiếm một vị trí của Aoi luôn. Một tình huống Albany bằng chiêu 2 này, sau đó lôi điểu. Tuy nhiên thì Aoi đã sử dụng Long Diệt và Albany được cái lôi điểu của mình rồi. Anh ta cũng đã chạy thoát thành công. Đang có Nagaroth ở đây, anh ta nhảy thẳng vào vị trí của Murad mà đang có tốc biến nè. Một tình tốc biến chiêu 2 chiêu 1 và thấy là có mạng của Murad nó rất là đơn giản luôn. Lượng máu của mình cũng tương đối yếu rồi đấy, mana không còn nhiều. Chắc đẩy xong tôi lính này mình sẽ còn phải biến về thôi anh em à. Lên mít lại ra và mình lại đẩy lên mít này. Có Nagaroth ở đây. Ôi, Murad với chúng tôi thôi. Murad xác định lên bảng điểm số đi anh em ơi. Đó, tình huống đó thì anh ta không giật về nên cũng sẽ phải lên bảng mà thôi. Một pha outplay luôn cả Aoi rồi. Có được cái mạng của Aoi. Trận này thì mình cầm Tu Len thần quang anh em mà. Mình thì mình thích chơi Tu Len thần quang hơn là thánh thuẫn, mặc dù là cái meta này cầm thánh thuẫn nó sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên thì mình thích cầm thần quang bởi vì cái lượng đam nó gây ra nó rất là to luôn. Đầu ra của cái lượng đam này to cực kỳ anh em ơi.
đánh thần quang thì khi mà chúng ta xanh ấy, đánh sẽ cực kỳ là đã. Tuy nhiên khi mà thọt thì phế lắm nha em ơi. Khi mà chúng ta thọt thì tất nhiên là cái thánh thủ nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tình huống này mình đang cố gắng là tìm kiếm vào AOE bên... Ui xôi ôi, đâu ra Karisi thế này. Tuy nhiên thì lại là một pha outplay lấy được luôn được cái mạng của Karisi mà thôi. Và đó thì mình đang kiếm AOE anh em ơi. Tại vì là con blue của AOE nó vừa ra ấy, thì thể nào mà thanh niên này chả ăn con blue đúng không? Thế là mình định qua mình làm tí. Ai ngờ là đông quá, có tới tận 4 thành viên lận. Aya, AOE, Murad thêm Karisi nữa, quá là đông đi. Cho nên là pha đó mình rút lui nhẹ, may là vẫn outplay được Karisi anh em mà. Phát hiện AOE ở đây rồi, mình sẽ giữ cho mình cái chú hai nha. Từ từ giữ cái đầu lạnh này anh em ơi, bình tĩnh này. Đó, giờ bắt đầu chiêu 2 để outplay. Tiếp tục là một tình huống outplay này. Ôi, AOE đu hụt rồi, kể cả là AOE đu trúng thì mình vẫn sẽ có cái tốc biến nha. Ok, lượm nhẹ các bạn qua AOE này. Aya đang kẹt ở đây. Aya thì chắc chắn cũng sẽ phải lên bảng mà thôi ha anh em ơi. Ôi ok, lượm kẹo luôn. Ui sợ ơi. Yuka lượm luôn cả các bạn của Murad trong tình huống vừa rồi. Con Aya nó báo quá trời báo này mà. Chiêu 1 này, chiêu 2 giật đi này. Đánh con Tulane này ấy, mà đối đầu với những cái chất tướng có khả năng gây sát thương tầm xa ấy, thì anh em cứ sử dụng cái combo chiêu 1, chiêu 2 giật đi giúp cho mình. Ui, lượng đam là đủ để ta lấy được cái mạng của Violet kìa. Như anh em thấy trong tình huống vừa rồi thì máu của Vio nó tương đối là nhiều nha, chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà mình sốc đam quá là ghê đi. Với cái thần quang, tầm này mình còn ao tiền nữa anh em ha. Mana mình hơi yếu rồi. Tầm này chắc mình xin luôn con blue của Nagaroth anh em à. Mặc dù biết được rằng là Nagaroth không có mana thì nó sẽ tương đối là khó đánh. Tuy nhiên thì khi mà cái con blue ở bên phía rừng của AOE nó xuất hiện trở lại thì mình sẽ giúp cho Na ăn được cái con blue đó nha. Ok, bây giờ thì cả hai người đều có blue anh em à, không lo về cái phần mana rồi. Tầm này thoải mái xả đam thôi. Vì là tương đối tốc yêu máu này, tốc biến chiêu 2 lên lượm được cái mạng của Vio, giật chiêu 2 outplay được AOE trong tình huống vừa rồi. Tôi lấy thêm được cả cái mạng đó là Murad đến từ vị trí của Yuka. Quả này thì mình tăng câu chiêu các thứ để mình gây đam quá nhiều rồi anh em à. Từ từ nha, chờ cho con Karisi nó xài xong chiêu đã để bắt đầu mới đánh này. Ui xội đam to cho anh em ơi. Karisi này, nó vào trong cái tế đàn này nó hồi máu mất rồi. Tạm thời mình vẫn chưa gây được quá nhiều đam anh em ơi. Từ từ này, chắc chắn sẽ lấy được cái mạng Karisi mà thôi ha. Khi mà cái lôi điệu của mình nó hồi lại, Karisi vẫn quyết định núp ở trong nhà. Thôi thì quên luôn cái trận đấu này chứ còn chần chờ cái gì nữa anh em à. Tầm này do nó để trụ là quên luôn rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu thứ 3 nha. Trận này thì mình được MVP anh em mà. Để xem là cái lượng đam mình gây ra trong trận này nó như thế nào nha. Chuỗi thắng 16 này. Ui xa, quá đã luôn. Mình thì mình đi đơn thôi chứ mình không có đi tem đâu nha. Bữa có bạn chửi mình đi tem thì dễ quá rồi. Mày đi đơn thử xem. Thì mình đi đơn có lúc nào mình đi tem đâu anh em. Làm hành trình mà đi tem thì nó còn gì là thú vị nữa đúng không anh em? Đi đơn để cùng trải nghiệm xem là ở cái mức ranh như thế này cuối mùa nó sẽ diễn ra như thế nào. Ấy, để xem là các bạn này các bạn đánh ra sao, trải nghiệm cái độ khó của nó chứ đúng không anh em. Chứ còn đi tem thì gọi là auto win mất rồi, nó quá là đơn giản. Như anh em xem thì tên của những thành viên bên tem mình lúc nào nó cũng khác nhau chứ có giống nhau đâu. Trận này thì mình thấy được rằng Erin bên tem địch ấy cùng với cả Flo đánh ngộ không tương đối là ok để mà khắc chế được cái con Erin. Thì nói chung là để mà khắc chế được con Erin thì có những cái chất tướng sốc đam ấy, chất tướng dồn đam thật là nhanh vào. Về AD khắc chế Erin thì mình sẽ thấy được rằng có cái con Theonat khắc chế cực kỳ là tốt luôn. Thêm cả cái con Celica nữa anh em, nó khắc chế Erin rất là tốt. Còn sát thủ các thứ quá nhiều rồi, anh em cứ bích những cái chất tướng nào mà nó dồn đam, nó sốc đam một cái một thôi, làm cho con Erin nó không có kịp trở tay ấy, thì đó là sẽ là những cái con khắc chế của Erin này nha. Bắt đầu vào trận đấu thì sau khi mà mình đã farm xong vùng rừng này thì mình sẽ di chuyển xuống đường rồng để mình gank luôn nha. Mà nhiều anh em á không biết đi rừng gank như thế nào thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mà gank luôn nha. Anh em để ý á, làm sao mà gank cho dễ là như thế này nè. Anh em chờ cho cái tên lính, anh em có thể nhìn trên bản đồ không, lính của mình nó đang bắt đầu đi tới cái trụ thứ hai rồi đúng không? Đó, chờ cho cái tên lính nó bắt đầu đi tới cái trụ gần cái trụ thứ ba này là anh em bắt đầu di chuyển xuống một cái lane nào đó mà anh em cần gank là vừa rồi nha anh em ơi. Đó, bắt đầu nè, em thấy cái trụ lính nó bắt đầu tới trụ thứ ba rồi không? Lúc đó anh em di chuyển thật là nhanh tới cái lane mà anh em cần gank thì sẽ gank cực kỳ là dễ dàng luôn. Chứ nếu như mà cả hai bên nó đều đầy lính xong rồi thì thực sự là gank bằng mắt luôn anh em à. Đẩy xong lính rồi thì chỉ có cách là gank băng trụ mà gank thôi. Băng trụ thì rất là rủi ro đúng không anh em ơi? Đó, khi mà lính ra thì anh em thấy không? Đồng loạt là các lane nó đều lên cao để mà nó đẩy lính cả. Thì tận dụng cái điều đó, chúng ta có thể gank được đối phương một cách dễ dàng khi mà đối phương lên cao đúng không anh em ơi? Chứ còn đối phương cứ núp trụ thì làm sao mà gank đây? Đây, ở tình huống này thì anh em để ý nè, Rat thì mình yếu máu và Vera nó đang có cái ý định là tốc biến lên chơi, nó biết ngay mà anh em ơi. Đang có cái ý định tốc biến lên nó tìm mấy. Tuy nhiên thì cái tình huống này bị con Alistar nó choáng lại khó chịu ghê. Alistar này, Alistar đang muốn băng trụ đúng không?
quả này mình theo Richter luôn đó, quá hiểu ý rồi còn gì nữa anh em ơi. Lượm luôn cái mạng của Richter này, Richter có cho mình cái băng xương, bật băng xương né từ tam trụ của Erin này. Erin mà chúng tôi gõ luôn nha anh em ơi, chết rồi, có cả Yayan ở trong tình huống này nữa, thôi mình đổi mạng cùng với cả là Erin luôn nha, cố gắng là đổi mạng cùng với cả Erin chứ không thể nào mà chạy được nữa rồi anh em à. Đa phần á thì ở trong tình huống này sẽ có rất là nhiều người chạy luôn, nhưng mà chạy đi đâu cho thoát nữa, nên là thôi ở lại mà đổi mạng cùng với cả Erin nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Richter hay đấy nè, ok cảm ơn Richter nhiều nha bạn ơi. Ok, hồi sinh trở lại thì anh em hãy để ý xem lính lại bắt đầu ra này. Lúc này thì chúng ta ganh là quá đẹp còn gì nữa. Từ từ nha, chờ cho AD support thì bạn lũ Richter để lao ra gõ đây xem lũ double kill là cái điều chắc chắn rồi, không thể nào tránh khỏi nữa ha. Đấy, ganh thì anh em muốn ganh dễ nó thì chỉ có là ganh như vậy nó mới dễ thôi. Những cái kinh nghiệm này thì rất ít ai gọi là, hình như mình cảm giác là không có ai chia sẻ để mà cho anh em biết luôn ấy. Còn mình thì mình biết được cái kiến thức gì, mình cố gắng là mình cứ chia sẻ cho anh em thôi. Bởi vì chia sẻ thì chúng ta sẽ đánh hay hơn, giúp cho anh em đánh hay hơn, mà chúng ta cùng nhau đánh hay tốt hơn thì sẽ là một điều rất là tuyệt vời rồi đúng không anh em ơi. Đấy, thôi giờ thì về rừng tiếp tục là mình farm nha. Quái rừng mình còn nguyên nè, để không farm thì lại bỏ bê mấy con quái rừng này quá. Đánh nhau với mấy cái thằng khó chịu như thế này thì em cứ giả vờ chạy đi nha. Giả vờ chạy đi sau đó quay lại một cách cực kỳ bất ngờ luôn. Đó, quay lại bất ngờ như thế này thì làm sao mà đỡ được đúng không anh em. Và đó thì mình có một cái gậy nó không có chí mạng. Tuy nhiên thì may mắn là vẫn có cho mình cái chừng trị anh em mà. Chừng trị vào đầu của Alice, thế là có luôn cái mạng Alice rồi. Erin đang đẩy lẻ ở phía bên kia mà không ai care con Erin này luôn. Để cho Erin một mình AD đi để đẻ. Sợ thật sự rốt cuộc mất luôn cái trụ 2 rồi. Tình huống này khó quá. Gian đã bắt đầu di chuyển qua. Thôi thì mình về nha. Tầm này thì con gỗ không bao giờ mà solo lại Gian được luôn ấy. Gian còn lên đây cả cái đau xanh nữa thì làm sao mình solo lại Gian đây anh em ơi. Trận này thì team mình đánh nói chung là không có tốt cho lắm. Anh em để ý có Vera này tốc biến qua bên phía bên này luôn à. Bạn đánh khá là máu chiến ha. Thôi thì máu chiến mình lượm nhẹ luôn cái mạng của bạn chứ còn gì nữa. Đam của Vera gây ra tương đối là nhiều đau đấy, nhưng mà nó chưa đủ anh em à. Anh em để ý xem tại sao mà trận này thì mình nói team mình tệ. Bởi vì ấy, cả team ăn được 10 mạng, mình ăn hết 8 mạng và trong đó thì có hỗ trợ 1 mạng rồi. Thì anh em nghĩ xem team mình làm được cái gì đúng không anh em ơi. Nó nãy giờ toàn là mình làm không à. Bởi team mình kiểu cả 2 len, 3 len thua hết cả 3 luôn ấy. Cho nên rất là khó, trận này bắt buộc là mình phải gánh team rồi. Tuy nhiên thì ở bên phía bên team địch có một cái chất tướng nó rất là khắc chế mình, đó chính là cái con Vera nha. Kiểu như cái con Vera nó cứ spam chiêu 2 ấy, mình mở ló cái đầu ra một cái thôi là sẽ ăn cái chiêu 2, con Vera nó choáng mình liền. Sau đó dồn đam một cái rộp là mình đi đấy anh em, không thể mà đỡ nổi cả. Vera đang xuất hiện ở đây là combo thẳng với Celica. Mình tới mình viện trợ cho Celica kịp thời, lấy được cái mạng của Vera rồi. Ở phía bên kia thì ông Bright ông lại tiếp tục là phích mạng. Khó chịu thật sự ấy. Game này thì nói chung là sẽ phải gánh team thôi ha anh em ơi. Một gánh hai thua chứ cũng chả biết sao bây giờ đây. Tình huống này thì mình sẽ tan hình núp vào trong cái bụi này nha. Meme combo ra được luôn ấy chứ, nhưng mà khó quá, bẫy về rồi. Thôi thì đẩy thật là nhanh cái limit này để cho team bạn không có limit để bạn ép trụ được team mình nha. Vào trong cái bụi núp này, Bright sẽ làm cái miếng mồi để mà câu được team bạn. Ok, đây một tình huống gõ quá đẹp đi. Lấy được ba mạng bên thành viên của đối phương, có cho mình cái triple kill rồi. Tình huống này thì Bright tương đối là hiểu ý khi mà bạn ấy đứng ở ngoài bể câu, còn mình thì núp ở trong bụi anh em mà. Chờ cho một cái tình huống mà team bạn lỗi di chuyển lên để bắt Bright thì mình sẽ lao ra. Bây giờ thì team địch mất đi 3 thành viên rồi, chỉ còn mỗi Gian cùng với cả Floor thôi. Tuy nhiên thì hai chất tướng này team mình bắt buộc phải có AD thì mới đánh nổi anh em ơi. Chứ mình thì anh như em thấy đó, gõ không vào đam luôn này. Thôi thì làm nhảy cái trụ rơi tính anh em mà. Ok, gõ luôn Floor, có cho mình các bạn của Floor rồi. Giờ chỉ còn có mỗi con xe thôi và AD support cùng với cả mít tay bảy sắp hồi sinh ra nữa chứ. Ui, con Gian nó mạnh quá, băng xương rồi này. Làm cho mình mất luôn cái lớp giáp hồi sinh rồi. Nhìn em thấy thì con Gian rất là khỏe luôn. Gian gọi là một cái chức tướng mà nằm trong S tier đó anh em ơi. Có nghĩa là mỗi chức tướng hợp meta rất là mạnh khi mà chúng ta cầm con Gian đi rừng. Pha này thì Celica đang bật con tuyên lên và bắn rồi. Bạn ấy bắn rất máu chiến. Ui, và hạ gục luôn được luôn cả Alice kìa. Có vẻ như là mình hơi khinh thường Celica thì phải. Khi mà mình lại nhắn là về anh em mà không tin tưởng vào Celica, ai ngờ đâu bà ấy làm luôn cái trụ và lấy luôn cả cái mạng là Alice. Giờ thì làm nhảy cái con tàu đường Kesa này thôi. Đánh một hồi thì mình cũng snowball trận đấu và lấy được về rất là nhiều lợi thế cho team. Tuy nhiên thì giai đoạn này mình cũng đã full đồ rồi, cho nên trận đấu này càng kéo về late game thì nó sẽ càng rất là khó đấy. Sẽ cần phải cố gắng và ép win cái trận đấu này nó thật là sớm. Chứ tầm này mình full đồ, team bạn đang thua đồ, để tầm late game thì ai cũng full đồ hết. Tới giai đoạn đó thì chúng ta sẽ rất là khó để mà đánh được luôn. Đánh những cái chức tướng sát thủ như thế này thì anh em cần phải giấu sai với núp bụi kỹ vào nha. Tình huống này mình thấy Floor cùng với cả Gian đứng chụm lại nè. Tuy nhiên đây là một tình huống gõ gọi là không có đam luôn anh em à. Nói chung thì Floor cùng với cả Gian lên quá nhiều đồ tăng đi. Gõ rất là yếu, không thấm tháp vào đâu cả. Mặc dù là trận này mình lên cho mình cái Muramasa rồi đấy. Muramasa là một cái món trang bị trấn phái dành cho kiểu để diệt tăng á anh em.
tay bạn mà có nhiều những cái chất tướng đỡ đòn hay là đấu sĩ râu bò thì lên Muramasa cực kỳ tốt luôn. Tuy nhiên thì như em thấy đó, hồi này mình gõ này lại không ra đam rất là ít. Gõ 3 gậy chỉ lấy được gần nửa cây của Flo cùng với là Gian thôi. Erin lại nhắn một câu là ngộ không ra đây, trận này mình cũng không có tốc biến. Đi đường thì chỉ có chừng chị đây mà không có tốc biến để làm những cái pha đột biến win luôn được cái trận đấu này. Ông Erin ông nhắn vậy thôi mình cũng kệ anh em ơi. Nói chung đó cũng chỉ là một cái tình huống khiêu khích. Nếu như mà kiểu mình cứ cố gắng bắt Erin ấy thì cũng không được. Bởi vì xuất hiện lỗi một pha thôi là con Vera nó tim cho vào đầu là xác định lên 10 điểm số liền. Cho nên là phải thật kỹ nha. Không có được gọi là mất tập trung bởi vì những cái dòng tin nhắn như thế này anh em à. Limit lại ra rồi và khoảng tầm hơn chục giây nữa thì con tầng cái xe nó xuất hiện. Mình sẽ cần phải đẩy limit nha. Ôi một tình huống mà AD sẽ bắt các bạn tóc biến lên muốn bắt tạm vị trí của mình luôn à. Ôi, nhưng mà với cái sự khó chịu của con Vera này thì mình nghĩ là tương đối là khó rồi em ơi. Ui gõ luôn này, mất luôn cái liềm rồi, con Vera nó còn bắn xương nữa thì quá là khó. Bray ơi bật ung tư lên bắn nào, cố lên, hay quá, thấy được cái mạng con Vera rồi. Còn Flo này, ôi Bray không giữ vị trí à, quả này Bray nó bắn thẳng mặt Flo luôn mà. Tay mình ở phía bên này thì ăn được cái con tà thần cái xà bò chúa này, hay quá rồi anh em ơi. Một khoảng thời gian câu nó gọi là đủ đấy. Ăn xong con tà thần cái xà bò chúa thì chắc chắn nó sẽ phải ép mà thôi. Nhưng Bray tay mình chả hiểu tại sao đứng im ở nhà này mà. Tới cái giai đoạn này rồi mà bạn ấy đứng im ở nhà thế kia thì quá là khó luôn ấy. Đây bắt đầu đánh nhau rồi. Già đang múa thẳng vị trí của Celica, mình tới cố gắng cover này, tuy nhiên quá trễ anh em mà. Lúc mình tới Celica cũng đã ngẫm rồi, nhìn Flo trâu quá. Tầm này mình nghĩ là mình có thể gõ Flo cho tay mình lo lắng phần còn lại được đấy anh em ơi. Ôi ôi Flo múa dính dữ vậy. Ông này múa ghê quá anh em ơi, thêm cỏ lít nó bồi đam vào nữa, toàn mình luôn rồi. Bray ơi cố lên, bật ulti lên bắn nào. Ây da sao bạn ấy nhìn chôn quá anh em mà. Giờ Bray thua tiền, kiểu thua tiền support bên team địch nữa mà, thua tiền support team mình lẫn team địch luôn, cho nên cực kỳ là khó rồi. Mặc dù là mình cùng với cả Celica đã lên 10 điểm số, tuy nhiên thì ông Brad cùng với cả ông Richter đang làm cái gì ở đây mình cũng khó hiểu quá. Cuộc hai ông này cũng đã lên 10 điểm số thêm một lần nữa. Bray ở phía trên kia đang làm cái gì thế kia. Ôi ôi Bray ơi toàn luôn, tại mình chết hết cả ba rồi. Hồi sinh trở lại thì mình cũng lên cái bụi này để mình ke con thần cái xa. Tay mình lại lên quá cao đây mà, không hiểu tại sao mà tay mình lại lên cao ở trong tình huống này nữa. Celica cũng đã phải nằm lại rồi. Ây da, còn ngay lúc con thần cái xa nó ra luôn ấy chứ. Victor lên trên kia lùa gà định cân năm hay gì đây. Bray ở phía bên kia liệu đang lo lắng được con Alex không. Mình sẽ cố gắng câu cho Bray đẩy nha anh em ơi. Tiếp tục là câu kéo này, đó, để cho Bray đẩy đi. Tuy nhiên thì Bray là đang làm cái gì ở phía bên đó vậy? Đừng bảo là solo thua con Alex này nha. Ui ôi con Alex cùng với cả là con Vera thôi mà không lo được nữa. Bray giờ mới có 3 đồ à, trong khi ai cũng full đồ, 6 đồ, 5 đồ hết rồi anh em. Bray mới có 3 đồ thì làm sao bắn được ai đây. Sự là quá khó khi mà bây giờ con thần cái xe bảo chú cũng đã xuất hiện trở lại rồi. Richter. Và cuối cùng thì team bạn cũng đã ăn được cái con thần cái xe bảo chúa. Thế trận càng ngày càng căng thẳng rồi. Giờ có lẽ là team địch sẽ ép trụ team mình mà thôi. Mình sẽ đi vòng ra đây nha, chiếm sai ở chết bụi các thứ trước để xem là có ai là không. Câu trả lời là không rồi thì mình sẽ chiếm ở những cái bụi này nha. Chờ cho team bạn đẩy cao lên thì mình sẽ còn cần có một cái tình huống bọc đầu. Pha này có lẽ là sẽ bọc đầu được này anh em ơi. Tàn hình ra cái bụi này nha. Ok, bắt thẳng vào vị trí của Erin này. Vera anh ta cũng đang hết chiêu rồi. Team mình sẽ cần phải dâng lên đi. Hơi khó quá anh em, chỉ là liên tục là đép lính mà thôi. Ô, từ từ Richter ơi, lên cao quá rồi bạn. Brad vừa làm cái gì đấy kia, Brad ung tóc biến cái gì vậy anh em ơi, mình vừa thấy. Ây da, Brad ơi, Richter ơi, sao không ở trong nhà thủ nha. Con phải lo với con Gian nó múa tầm này, nó múa bay màu hết tay mình, sao mà chịu nổi đây. Tay mình đã lên 7 điểm số hết 3 thành viên rồi, hiện tại chỉ còn mỗi Celica cùng với cả mình thôi. Celica thì đang bật ulti ra bắn anh em mà, bạn bật cái tóc biến lên để làm cái gì mình cũng khó hiểu quá. Cover Celica này bắt được John, vẫn còn đó là con Vera này, bắt buộc là mình phải câu được cái chiêu 2 con Vera. Celica lo lắng phượng lại được không bạn ơi. Riêng mình thì mình thấy rất là khó rồi khi mà ba cái con lính tiên phong Kai'Sa nó tràn vào. Và thấy bạn thì chỉ cần đẩy trụ nữa thôi là có thể kết thúc đi được cái trận đấu này. Và đây là một cái trận đấu mặc dù mình đánh cũng tương đối là hay nhưng mà nó thua mất rồi. Khi mà những người đồng đội của mình quá là ối dồi ôi ha anh em ơi. Thôi không sao, chúng ta hãy cùng làm lại nào. Thua kèo này thì chúng ta sẽ bày kèo khác. Đến với trận đấu tiếp theo thì mình là cái người biết thứ 5 anh em à. Và riêng trận này thì mình cảm giác đánh Murad sẽ rất là ngon luôn nha anh em ơi. Chúng ta sẽ khắc chế được Dirac, Hayate, Yan. Riêng con Nagroth thì đó là một cái kèo kỹ năng. Nhưng mà Nagroth có Aya thì nó lại là khác nha anh em ơi. Riêng con Na mà có Aya thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều đấy.
Nhưng mà trận này thì mình cắt chế hầu như là hết 3 thành viên bên team địch rồi, cho nên là đánh mua đánh rất rất là ổn ở trong trận này luôn. Game này mà đi kèo cùng với cả là Gian nên mà đối với Gian thì gọi là kèo này nó hơi bị chinh rồi đấy, khi mà con Gian này sẽ không bao giờ solo lại con Murad được đâu anh em ơi. Ok, hai lần chiêu một nó sẽ ui chết, cái gì mà thiếu xíu đam vậy ta, hỏng rồi. Pha đó hình như là Gian tốc biến né được cái chiêu một của mình, mình lại khá là mất cảnh giác nữa anh em. Quả đó mình đánh thường thêm một phát là có khi có được cái mạng của Gian rồi, tuy nhiên mà lại cực kỳ mất cảnh giác khi cứ nghĩ rằng nó sẽ là đủ đam rút cuộc giật chiêu về, giật chiêu một về mất tiêu. Ô tôi mừng anh Gian ơi, sao lại farm hết lính của mình thế này, để mình lấy nội tại chứ. Quả này không có ảo anh trảm luôn mà. Từ từ nha, Gian quyết định là sẽ về hay là ở lại đây. Bạn ấy quyết định là ở lại để farm với tên lính này à. Rồi ok, mình sẽ vào trụ mình đánh thường thêm phát nữa là có được cái mạng của Gian rồi nha anh em ơi. Chiêu 2 đánh thường này, ngon lành luôn. Đối với cái kèo này nói chung là mình chỉ cần liên tục cấu máu thôi thì Gian sẽ không có làm gì được mình đâu. Cho nên kèo Murad Gian này nó khá là chinh đấy, nó tương tự với cái kèo Floor Murad. Mà Gengar đang bị đi rắc bắt vào này, để đắp bật cái khiên ra thì mà Gengar nó cũng hơi bị phế rồi. Có thêm nào rốt đây thì chết rồi, tốc biến chạy đi nha anh em ơi. Ui ôi, tốc biến ngay cái trưởng của thằng đi rắc luôn. Nó vỡ mồm thực sự đấy mà. Một quả tốc biến phải gọi là đi thẳng vào trong cái lòng đất, đi xuống dưới đáy xã hội luôn anh em. Ui, sợ thực sự à, một pha tốc biến ngu người thiệt cái chứ. Thôi không sao anh em, sửa sai thì bắt buộc lại trận. Vừa bảo sửa sai xong thì lại làm thêm một cái pha ảo anh trảm nó. Ôi dồi ôi thế này, cứ tưởng là Gian chạy về, ai ngờ đâu Gian muốn khô máu cùng với cả mình luôn anh em mà. Thôi đi khô máu thì bạn ấy chắc chắn sẽ phải lên một điểm số mà. Thôi ok, có được cái mạng của Gian nha, đơn giản vậy. Đẩy xong tên lính ở lên top của mình thì mình di chuyển thật là nhanh ra cái bụi mít này để mà ke nha. Muốn ép luôn được cả thêm bạn anh em mà, mình muốn lấy đi được nội tại này. Ok, Gian bật ulti ra rồi, bạn ấy muốn múa luôn à. Thanh niên Gian định cân đó à, có bắn xương. Thì ra là Gian câu chiêu, tuy nhiên thì mình giữ lại chiêu chứ mình đâu có xài đâu anh em ơi. Chính xác hơn là mình chưa có xài chiêu được, bởi vì đã có ảo trảm đôi cái thứ đó mà xài đây. Một tình huống câu chiêu đi vào lòng đất của Gian rồi. Gọi là Gian cũng biết chơi chứ. Và đó lao lên xong bật bắn xương câu chiêu anh em mà. Tình huống đó nếu như mà kiểu tên bạn hiểu ý hơn thì có khi là tên bạn lại win được cái combat này đấy, chứ phải là đùa đâu nha anh em ơi. Tuy nhiên tên bạn không có tin vào Gian, để cho Gian lao lên một mình thế kia thì hỏng. Tem địch lại đang bắt đầu đánh nhau cùng với cái tem mình rồi, đi rắc lấy được cái mạng của mình ra. Tem bạn tương đối yêu máu nên một tình huống ảo anh trảm lấy được quan sư của Nagaroth. Chiêu 2 đánh thường có luôn được cái mạng của Gian. Sau đó thì Nagaroth lui về cực kỳ là nhanh luôn, đi rắc bắt đầu bật khiên lên rồi. Ui ơi Ten ơi, sao quả này Ten là đẩy ra vậy ta. À kìa, pha này kiểu Ten đẩy ra rất là bóp mình luôn rồi. Xong đi rắc nó chưởng ngụm của tỏi Terry tem mình mất tiêu. Có da nó khó chịu ghê luôn ấy, rồi toàn rồi em ơi. Ây da, con hai dây này nó cơ động quá. Pha đó Ten nó bóp quá anh em mà. Ten đừng có ủi ra là mình có khi mình lượm được cái mạng của Dirac luôn ấy. Ok, hồi sinh trở lại rồi anh em ơi. Tiếp tục là tìm kiếm vào Gian và cổ máu thôi. Trận này thì lên đao sẽ giảm được cái hồi máu của Gian. Tuy nhiên thì mình thích lên cái thương khung kiếm hơn anh em mà. Từ từ nha, mọi người ơi, chờ cho mình hồi chiêu đã. Chứ kiểu như pha này mình chưa có hồi chiêu kịp ấy thì để cho Gian nó cân hai luôn cũng có khi nữa. Game này mình lên thương khung kiếm tại vì là mình khắc chế được hầu hết là 3 thành viên bên phía đối phương, chỉ sợ có mỗi một mình Nagaroth thôi, mà Nagaroth Aya nữa anh em mà. Cho nên là lên đao xanh để phòng hờ cái việc là Nagaroth bắt được mình, hay là solo kill rồi các thứ solo không đại Nagaroth đó anh em. Aya đập bằng vô tường. Trời ơi, quả này hai lần lướt chiêu một nó đều đập bằng vô tường, đúng là vỡ mông thật sự ấy chứ. Đi đắt bắt đầu anh ta bật khiên lên và ta liên tục chưởng này, nhìn ngột quá anh em mà, vẫn chưa lao vào được nha. Lao vào tầm này có khi là ngụm đấy. Có Hayate đang ở đây này, bắt thẳng vị trí của Hayate luôn. Ulti này. Ô đi rắc canh bóng của mình à, rất tiếc mình không giật bóng về bạn ơi. Ôi Hayate kìa, chú. Ui trễ mất rồi. Gian ấy á, Gian bật ulti lên và quyết định là solo kill cùng với cả mình luôn à. Tạm thời chạy đi đã nha anh em ơi, giật bóng về lại này. Ảo anh trảm này, bật cho mình đau xanh lên chiêu 2 đánh thường chiêu 1, thế là có mạng của Gian thôi ha. Nói chung pha nãy mình đánh hơi ẩu ấy, tại vì là mình định là KS cái mạng Hayate của Terry Temin. Giật bóng về cái ơi. Quả này Nagaroth định bắt mình mà sao thành là lại bắt mà Gengar về ảo thế. Quả vừa rồi thì nói tới đâu là nhờ mình đánh hơi kiểu ẩu á anh em. Mình giật bóng về ngay lúc mà Gian đứng đó luôn. Nó bật ulti lên múa mình mém tí là ngụm chứ giỡn đâu. Tuy nhiên thì mình vẫn còn cái tốc biến có đau xanh đủ đồ chơi cho nên là không có sợ nha. Tầm này con Red tay bài chuẩn bị ra này, khả năng là hai tay chuẩn bị farm Red đúng luôn nè anh em ơi. Ui giời có cả da nữa, không sao. Pha này bình tĩnh anh em mà, còn đau xanh mà. Ông hai tay ông làm cái gì vậy? Hình như ông hơi khinh thường mình, nó chết rồi. Quả này y chang cái quả Gian lúc đầu luôn anh em. Mình cứ tưởng là đủ đam, nói chung tính đam hơi bị chôn rồi. Kiểu mình cứ tưởng là hai lần chiêu một sẽ đủ đam ấy, rốt cuộc không có thèm đánh thường thêm một cái. Dở quá. Nó kiểu hơi bị mất cảnh giác anh em mà. Thành tựu ra để sống mất qua Aya luôn ngay lúc con thần Kesa nó ra này.
quả này mà lượm luôn được cái mạng hoa da thì lại ngon quá. May là tay mình vẫn ăn được cái mạng của chính xác hơn ăn được cái con tần cây sa anh em ơi. Từ từ nha, mình cứ liên tục mình câu máu thôi. Đánh thường một cái này, ok, có cho mình cái nội tại áo đánh trảm ulti này. Úi xôi ôi, lượm luôn cái mạng này rắc. Hai giây te thì còn chấm máu chạy đi. Nagaroth đang bắt đầu đẩy lẻ này. Tuy nhiên thì còn tới tận 2 trụ slow lính. Con lính tiên phong Kesa này ra rồi, làm sao mà đỡ đây. Ulti này Uso lại là một pha ảo anh trảm rất là đẹp. Và chắc chắn là cái trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc thôi, khi mà anh Nagaroth ảnh vẫn đẩy lẻ ở dưới anh em à. Không biết được rằng là tay mình thua mất tiêu rồi. Thôi không được chuỗi thắng cũng buồn ghê chứ anh em ơi, mất luôn cái chuỗi thắng của mình rồi. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì nhìn tay bạn có vẻ nó hơi tù tù ấy anh em ơi. Về phần của Floor với Enzo nó cũng không quá cơ động đâu. Đánh UE ở trong trận này tương đối là ngon nha. Van Hell Karacy thì nó cũng chả có chiêu lướt nào. Cắt cũng dễ anh em à, làm tí UE đi. Bayne thì ổng muốn đi top cho nên là bắt buộc mình phải đi mid ở trong trận này rồi. Con UE này là một cái chiếc tướng đa phần để chỉ toàn là cấu rỉa thôi, cho nên sợ anh em xem cũng hơi chán. Tay bạn nó bắt mình này, mình tóc biến mình chạy đi. Và còn cho mình cái ulti nha, một tình huống cắt này, Enzo bịt. Ây da, cắt nó hơi bị dính rìa một xíu rồi. Tạm thời ulti về cái trụ mình tìm một cái góc an toàn đã nha anh em ơi. Tên bạn thì cứ muốn bắt mình thôi, bắt mình đâu có dễ tới như vậy. Ok, Floor yếu máu này, không có tóc biến anh em nhờ. Tóc biến cắt Floor chết từ từ này, lui về nhẹ một nhịp xong rồi chiêu 2 ba bụi. Ok. Ôi không biết tên bạn có chửi hắc map không nữa anh em. Tầm này tên bạn nó chửi hắc map thì lại mệt. Karin Nack này định cướp blue của Nagaroth này anh em. Ôi chết rồi, Enzo đâu đây? Né móc này, né cái móc. Ui, anh ta quyết định là anh ta lao lên quýnh mình luôn à. Ulti cái nhẹ này né được cái ulti của bọ luôn. Đẩy thêm được thằng Enzo ra nữa ha. Bọ này đang muốn cướp đi con blue này em. Chết rồi, xong ăn dính ăn chung cái móc luôn. Mày quá anh em mà. Hỏi tốc biến tới nó móc mình ra thiệt luôn hả? Thằng Enzo đánh chiến thế trời. Mình cứ tưởng nó sẽ bỏ rồi á. Ai ngờ đâu nó vẫn tốc biến vào trong trụ mà nó bắt mình cho bằng được kìa. Thanh niên đánh máu thật. Tình hình là ở phía dưới này mình thấy được cặp AD support thì bạn tôi nói là yêu máu này, lùm bùm hay quá. Một pha long trời lở đất cực kỳ đẹp luôn. Rồi từ từ nha, tóc biến lên cắt này, ok, lấy được cái mẹ của Van Hell. Thằng Enzo móc mình vào trong trụ, tuy nhiên thì Enzo này là một con Enzo support cho nên anh ta không có đam đâu. Rồi đánh thường nó phát nữa này, cũng sẽ phải là một biến số mà thôi. Karacy đang có mặt ở đây, tuy nhiên thì những cái chiêu thức của anh ta nó không có với được tới mình. Cho nên sẽ là một tình huống mà an toàn, quay về thành công nha anh em ơi. Tập này yêu máu quá yếu rồi, mình sẽ cần phải biến về thôi. Biến về quay trở lại lên đây thì bắt đầu lại có dấu hiệu đánh nhau rồi. Van Hell này một pha cắt mà anh ta gọi là trắng cây luôn anh em ơi. Violet chỉ cần bồi thêm đam vào là cũng đã có thành công cái mạng của Van Hell rồi. Tuy nhiên Enzo đang thể hiện mình là một chất tướng băng càng cực kỳ là trâu bò luôn. Từ từ nha, hãy chờ mình đi cắt này. Ui sợ là một pha cắt đẹp mà Enzo nó trâu quá anh em ơi. Nào rốt cố lên bạn ơi, lụm cái mạng của Enzo này. Ôi tiếc thế, hay quá. Bài nè nó tới kịp thời. Floor đang múa này, nó múa Floor trận này múa ghê quá anh em ơi. Múa cực kỳ dính luôn. Ui, mình cắt đẹp vậy mà không vào máu Floor này luôn ấy. Ulti này toàn rồi. Ôi quả là mình ulti định cứu ai nè, khó quá. Từ từ nha, chiêu 1 này. Ôi chết rồi. Floor tốc biến lên mất tiêu, đánh thường. Chiêu 2. Ôi xong luôn anh em ơi, xài chiêu 2 mù mắt quá, hỏng rồi. Xài chiêu 2 lỗi một pha thôi mà chạy cái giá đắt ghê thiệt luôn anh em ơi. Ui quả này lâm bua làm pha long trời đã đốt đẹp quá. Cộng thêm là mình cắt cũng... Thì nói chung cắt pha đó quá dễ rồi, ai mà chẳng cắt được đúng không anh em. Tay bạn bị khống chế mà, cắt còn đẹp nữa thì xác định là... Ôi nhưng mà hơi tiếc, quả đó đáng lẽ ra phải hạ cũng được thêm được cả Floor đấy. Và Floor chạy mất tiêu, làm được mỗi cái rít nắc à. Enzo chọn này đi support khó chịu quá anh em. Nó trâu gì đâu mà nó trâu luôn ấy. Về phần con Floor bên kia còn lên cả hôn chương choi đầu tiên nữa. Anh ta lên hôn chương choi đầu tiên mình cắt nãy giờ đâu có đam đâu anh em. Mặc dù là những toàn là những cái tình huống mà cắt nó chí mạng không à. Mà trả vào đam của Floor nó mới nhức cái đầu ấy chứ. Ôi Violet lên cao thật sự luôn anh em mà. Chả hiểu sao thanh niên Violet lên cao thế. Giờ báo mình luôn rồi, xong ăn xích luôn. Cứu tôi, hay quá Lâm Bùm ơi. Lâm Bùm làm quả giải tốt quá anh em. Quả đó nhờ cái giải Lâm Bùm mình mới sống ấy. Cắt này, ui thiếu xíu đam kìa. Đen vậy. Và đó thiếu đúng một giọt máu của Van Hell luôn á anh em mà. Hơi xui ha. Ôi giời, kỳ vậy, hút ba. Nagaroth làm pha là gì nữa vậy? Nói chung quả đó mình lỗi quá anh em. Mà pha đó sao cắt lại hụt ta, mình cứ nghĩ là trúng Van Hell rồi chứ. Ai ngờ đâu lại hụt, đau đầu thiệt cái chứ. Từ từ nha, trong bụi đảm bảo có người luôn á, có Van Hell đi vô nữa kìa, ít nhất là hai người nha anh em ơi. Đó, biết ngay mà, có thêm cả Rishi nữa, thêm cả Van Hell. Quả đó trong bụi mình biết là có người rồi, ai ngờ đâu Van Hell đi vào nữa, làm lộ thêm càng lộ anh em à. Phát hiện thêm Karacy làm quả quá đẹp luôn. Map cái được cơm mà. Chịu ơi, chịu ơi, chịu ơi.
Van heo này anh em ơi, tụi bên tay mình đang đánh nhau phía bên kia nữa chứ. Cắt này, lấm, đánh thương. Ok, có mạng anh vô. Flo đang hết ulti này anh em. Đó, cánh, úi trời ơi. Lâm bâm đẩy Flo ra làm mình cắt hụt luôn kìa. Và đó cắt chúng 100% rồi đó anh em ơi. Ca đứt nắc với chúng tôi. Ôi, lùi về nha, lùi về nhẹ nha. Và đó hơn quá là ca đứt nắc nó dồn đam chưa có đủ anh em à. Và đó nó mà có thêm cái nanh hay là gì đó nữa là đảm bảo là một cái là mình đi luôn đấy. Không có kịp mà còn sống tới bây giờ đâu anh em. Hồi máu xong rồi này tiếp tục đánh nhau, bay này bay thẳng vào luôn à. Ôi thanh niên này máu vậy, bay thẳng vào rút cuộc bốc hơi kìa anh em. Mình cũng khá là khó hiểu khi mà bay này lại chủ động mở combat đấy. Tốc biến cắt này, yếu máu của Karinak ngay. Ok, lùm luôn thằng Karinak này. Đáng lẽ ra cái lối chơi con bay này ấy, là nó chờ cho team mở combat các thứ loại AD hoặc là mít team bạn, nói chung là team địch nó mất tài nguyên, mất những cái ulti, mất những cái tốc biến thì đó sẽ là cái thời điểm thích hợp. Ô, Flo. Trời ơi, mình còn chưa kịp thấy mặt thằng Flo nữa anh em ơi. Flo tốc biến lên ulti nhanh dễ sợ luôn, đỡ không kịp luôn ấy. Toàn rồi, ngay lúc con cây sao bảo chúa nó xuất hiện luôn mà. Ê, nhưng mà thôi mình nghĩ là team mình về ăn con thần nó sẽ ngon hơn ấy, sao lại lấy trụ mít nhờ. Giờ thì thằng Enzo nó hồi sinh mất tiêu, cộng thêm cả là Van Heel nữa. Thôi sao team mình lại không ăn con thần cây xa. Cảm giác là nếu như mà ăn con cây xa bảo chúa nó rất là ngon rồi sao. À rồi team mình lại bị móc nữa chứ. Mất cái tóc biến luôn ha anh em ơi. Valentino múa này. Quả này về mà ăn con cây xa bảo chúa nó lại ngon hơn nhiều. Hồi sinh trở ra thì thôi xong luôn, AD team mình ngậm củ tỏi mất tiêu. Enzo đang muốn móc vào vị trí của mình này. Luôn cắt, né nhẹ đi con Karisi cái đã. Team mình hình như là toang rồi thì phải. Ba thành viên cũng đã phải lên đúng số rồi. Nagrod ở phía bên kia người ta đang cố gắng là câu kéo này. Mình thì cũng nhiễu loạn để cho Nagrod câu kéo dọn lính. Không là cái trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc tại đây đó anh em ơi. Na câu kéo gọi là quá lâu rồi, hay rồi Na ơi. Coi như là Na làm hết rồi đấy. Làm gì đây Karinak ơi. Băng xương này, xài chú 2 này. Chú 2 thêm phát nữa, ok có được cái mạng Karinak. Tầm này mình sẽ vào cái trụ tế đàn để mà hồi lại máu nha. Tầm này Karisi cùng với cả Enzo và Flo thì tương đối là yêu máu rồi. Mình không lo cái trận đấu này thua luôn đâu anh em ơi. Cứ đứng dọn lính là ok thôi. Chưa có thua được đâu. Đấy, cứ cắt dọn lính là xong rồi mà anh em. Bane rồi AD support thì mình cũng đã hồi sinh rồi. Bạn này nói đúng này, quả đó là không ăn kinh công mà lại quyết định là đẩy trụ thì nó hơi sai. Chạy thật là nhanh về ăn con ta thần cái xa thì biết đâu giờ team mình win luôn được cái trận đấu này rồi đấy. Chứ không phải là vào trong cái thế nó khổ sở như thế này đâu. Tình huống này mình đang chích bụi này, ui bất ngờ là Enzo nó xuất hiện ở trong cái bụi kia. Lao ra móc mình và bán cho mình băng xương là giáp hồi sinh. Bán thì kịp rồi, nhưng mà game thì nó lại lỗi anh em mà. Anh có thấy mất cái nội tại giáp hồi sinh không? Rồi cuối cùng mình cũng trả được hồi sinh luôn. Nói chung pha đó bị hơi bị rung tay anh em, giữa 1000 gọi là kẻ địch như vậy thì bán nó không bị rung tay một chút xíu. Nhưng mà mặc dù rung mình cũng đã bán kịp rồi đấy, mà rốt cuộc mất cái nội tại giáp hồi sinh mà đâu được hồi sinh đâu anh em. Pha này nói chung game cũng bị lỗi. Thiếu Nagrod nữa thôi, nhưng mà quả này thì mình di chuyển lỗi thật. Không biết được rằng Enzo trong cái bụi đó anh em mà, cực kỳ khó lường luôn ấy. Support team mình thì kiểu lại không chết kỹ nữa, rốt cuộc thì cũng đã mất luôn cái trận đấu này rồi. Thua sạm thiệt luôn á chứ, mà chắc mình được bù sao anh em à. Trận này mình cắt mình gây nhiều chấn thương quá, cho nên chắc không có mất sao đâu ha. Đúng luôn này anh em ơi, MVP phê bại xuất sắc được bù sao này. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nha. Trận đấu tiếp theo này thì mình là cái người bích thứ 5 anh em à. Làm tí Brayta đi, game này đánh Brayta cũng tương đối là ổn áp đấy. Chắc sợ mỗi thằng Bayne thôi, tuy nhiên thì nếu như mà mình giữ vị trí tốt thì mình sẽ không sợ Bayne đâu. Cộng thêm là trận đấu này có cho Grena bảo kê cũng khá là ngon nữa. Cho nên là mình cũng không sợ rát với lại Bayne trong này. Làm tí Brayta luôn, đánh cho nó máu nha anh em ơi. Lâu rồi chưa đánh con rồng lộn này. Để mà nói thì sẽ có rất là nhiều anh em tưởng rằng con Brayta này nó out meta đấy. Tuy nhiên á thì không có phải đâu nha anh em ơi. Con Brayta này cực kỳ mạnh đấy, không phải là out meta đâu. Rất là khỏe luôn. Trên lên cao họ đánh cũng tương đối là nhiều chứ không phải là ít anh em mà. Aya xài chú 2 hụt mất tiêu rồi. Con này để mà nói khi có ulti và tầm giữa game là bắt đầu cái lượng đam con này nó cực kỳ là ghê gớm luôn anh em. Để một hồi thì mình sẽ thị phạm và cho anh em xem cái lượng đam của con Brayta này khi mà có đồ tới tầm giữa game nó sẽ như thế nào nha. Kinh khủng lắm anh em à. Nó không bị out meta đâu, chẳng qua là kiểu chắc ngoại hình nó xấu ấy. Cộng thêm là cái lối chơi nó hơi chán một chút xíu nên là kén người chơi thôi. Ít người chơi chứ không phải là yếu đâu anh em à. Sức mạnh của nó quá là tuyệt vời luôn ấy, rất là mạnh. Không biết ở đây có anh em nào biết cái ông Sơn Khẹt không? Đó, ông đó đánh con Brayta lượt thách đấu anh em à. Gặp
ông nào biết chơi combo data này cực kỳ khó chịu luôn. Ây da, rat đạp mình ra né được cái chu một mình luôn rồi. Tuy nhiên thì có Triệu Vân tới yểm trợ mình làm luôn cái mạng rat này. Ok, có một mạng hỗ trợ rất là ngon lành luôn ha. Trên đường rồng nó bắt đầu là có đánh nhau rồi anh em ơi. Caffeine quyết định băng trụ à. Và pha này xài chu một nó hơi lú được khi mà Caffeine nó chiến quá. Mình xài chu một để khép góc Caffeine anh em ơi. Ai ngờ Caffeine tóc biến lên nó chơi theo nát thì mình luôn mới sợ chứ. Thì đánh máu thật sự. Làm quả chu một khép góc không cho Caffeine về. Ở phía bên này thì bay nè với chúng tôi này. Làm sao mà chơi Triệu Vân được. Chu một ui không đủ đam ghê. Ê đánh thương cái nữa. Ngon. Lụm các bạn của bay nè luôn ha. Và đó mình cover Triệu Vân cũng tốt hết chứ. Ai ngờ đâu ông Triệu Vân cũng bị thằng bay nè nó lụm anh em mà rồi xong. Rowie chết chắc. Sống hộ luôn Rowie ơi. Đấy bắt đầu có đam rồi đấy. Tầm này mình chưa có đồ nữa anh em. Mới có kiểu một vài cái đồ lẻ lẻ nhỏ nhỏ à. Mấy cái lượng đam bắt đầu to rồi. Đại limit này à, xuất hiện Bijan quyết định bật ulti ra. Có thêm cả Bayne nữa. Nói chung mình bật ulti lên mình không có sợ mấy tên này đâu ha anh em ơi. Đấy khạc này à, có thêm cả rat nữa thôi tạm thời lui nhẹ nha. Qua này không có rat mình khạc ngẫm luôn cái thằng thằng Bayne rồi đó anh em. Rat ulti lên trên con Rui mất tiêu rồi. Xuất hiện Caffeine ở đây. Caffeine khinh thường mình quá vậy. Ôi thân niên lên cao thế. Chiêu một khép góc này đó. Quả chiêu một đó thì làm cho Caffeine nó kẹt lại rồi. Nó đâu chạy về được đâu anh em. Cho dù nó tóc biến đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ dính cái chiêu một mình phải lên 7 điểm số thôi. Xài chiêu một con này thì nói chung là có nhiều pha không có cần phải trúng đâu anh em mà. Anh em khép góc thôi cũng được nữa. Tại vì khép góc nó rất là khó chịu ấy. Chiêu một của con Beretta này một khi nó mà trúng khi mà anh em đặng full cây thì ui giời đầu lắm anh em ơi. Caffeine bảo giờ đánh thật. Ở trên nãy giờ bậy đánh giỡn à. Nãy giờ Caffeine đánh giỡn hay sao vậy bạn ơi? Làm luôn cái trụ mít này nha. Bijan chiêu hai để phát nữa này đó. Văng sao mà anh em làm hai quả chiêu hai. Bijan không làm được gì luôn mà bị khống chế tới chết luôn. Sắp hết ulti rồi, không biết ăn được con quái nhỏ này không nữa. Ok lùm lúa. Ôi tên bậy tập trung ở mít đông vui quá vậy. Bật ulti lên này chiêu một này. Chiêu hai quăng thằng Caffeine vô trúng cái chiêu một của mình khẹt đờm thế là lên 7 điểm số thôi. Cái mạng thứ sáu huyền thoại dành cho mình rồi. Triệu Vân bổ thẳng vào Rui sắp về rồi mà. Ok ông Triệu Vân này ông troll rồi. Quả đó con Rui sắp về rồi mà Triệu Vân còn lén bổ vào nó làm chi. Rốt cuộc bị hớ thanh niên lên 7 điểm số rồi kìa anh em. Rá này bật ulti lên nha anh em ơi. Khẹt da đâu em tóc biến cái nhẹ này chiêu hai. Ok coi được cái mạng Rá. Quả đó thì mình đánh hơi bị hổ báo anh em mà. Đánh kiểu không cẩn thận á. Rốt cuộc biển Rá nó đạp mất cái tóc biến rồi. Ok biến với hồi máu xong rồi nha anh em ơi. Còn bắt rồi ngủ không. U chiêu hai này có mạng Caffeine này. Chiêu một đánh thường này từ nha. Bây giờ anh yếu máu rồi, chắc bây giờ anh sẽ về thôi. Được cái con Beretta này anh em thấy ulti nó hồi nhanh không? Ulti mình mới xài đây thôi mà tầm 5 giây nữa lại hồi rồi này. Hồi cực kỳ là nhanh luôn. Combo của Beretta này thì nói chung là đến chân chiêu 2 nè. Đó xong rồi bật ulti lên chiêu 2 phát nữa, xài chiêu 1 đánh thường liên tục thôi. Rất là đơn giản đúng không? Đánh con này giờ anh em chịu khó farm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em phải giữ vị trí tốt. Đó thì anh em sẽ tận dụng tối đa được cái sức mạnh của Beretta này luôn nha. Ulti của mình sắp hồi rồi này anh em ơi. Đó chiêu 2 này, đó chiêu 2 bật thêm cái chiêu 1 ra nữa khạc. Ok và thế là các bạn Bijan thôi, đơn giản lắm anh em ơi. Combo cực kỳ là đơn giản luôn mà lại rất là hiệu quả nha, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Á cha 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 cha. Bay này này, bật chiêu 1 lên khạc. Bây giờ bay này chạy về mục tiêu rồi thôi khạc bằng Bijan này cũng được nha. Bijan tông vào tường luôn, tông vào tường thì xác định rồi chứ còn gì nữa đúng không anh em ơi. Làm tí bọc đầu thằng Rát này, quăng chiêu 2 đẩy Rát về. Ơ, nên chiêu 2 pha này là hụt nhờ thôi không sao anh em ơi. Cũng sẽ hại cục được Rát thôi. Bay này cũng tương tự như vậy là phải lên mình số rồi. Caffeine à, giờ thì còn Caffeine này, tầm 6 giây nữa là hồi sinh ra cùng lúc với cái ulti của mình luôn. Thì khi mà Caffeine hồi sinh ra không biết bạn có làm được gì là không đây. Hoặc là thua luôn cái trận đấu này mất tiêu rồi. Ôi hồi ôi làm cái Caffeine mất tiêu luôn mà anh em ơi. Ok và win là cái điều chắc chắn rồi ha. Không win thì biết lỗi ai luôn. Chắc chỉ có đầu hàng mới không win được. Trận này MVP anh em mà. Ui 40% đam, to quá trời to luôn anh em. Ok và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo này nào. Trận này á thì mình bắt đầu cùng với cả là Rat. Cho nên là chắc chắn rằng sẽ cần phải lựa chọn một cái bài nó an toàn ha anh em ơi. Stuart thì quá là an toàn luôn rồi. Bắn tăng, bắn máu giấy, bắn gì nó cũng gọi là vào đam hết. Và con Stuart này được cái của không, nói chung cũng không có sợ mấy con xét thương phép quá nhiều đâu anh em. Tay bạn mà có nhiều xét thương phép thì mình lên một cái huân chương choi thôi là đủ A-play rồi. Chất tướng Stuart thì khắc chế xét thủ cực kỳ là mạnh này. Khắc chế luôn cả những cái chất tướng AD xét thương vật lý. Ok luôn nha anh em ơi. Chỉ sợ cái là sợ mấy con mà nó quá trâu bò ấy. Kiểu như là sợ kích này con then cũng vậy. Nói chung sợ mấy con quá trâu bò thì bắn nó không có vào đam thôi. Nhưng mà để mà chúng ta bít đầu ấy, thì chúng ta sẽ bít những cái con Stuart này. Nó cực kỳ là hợp lý và an toàn luôn ha. Ui Toro hả? Toro trâu phết đấy chưa đùa đâu ha anh em ơi.
Ok, bắt đầu vào trận đấu này. Violet Ustaning này nghĩ gì đây? Nghĩ gì mà khi dám solo thẳng mặt với mình luôn này em ơi. Rồi xong solo thẳng mặt thì bây giờ cho dù bạn có tốc biến đi thì cũng sẽ phải lên 3 điểm số mà thôi. Giúp cho mình có cái chiến công đầu nha. Trận này thì mình thấy được cái con Toro ấy, cho nên là mình cầm tinh linh vội luôn anh em à. Có khi thằng Enzo tay bạn nó còn lên tăng nữa thì vỡ mồm. Cho nên là mình thấy được tay bạn còn nó trâu trâu chứ nó cũng không có gọi là quá máu giấy. Cho nên mình sẽ cầm tinh linh trong trận đấu này nha. Chứ nếu như mà tay bạn full máu giấy thì mình sẽ cầm hắc vàng. Còn không thì thôi làm thứ tinh linh bắn tăng cho nó đã anh em à. Ui ôi Gidu làm gì vậy? Trời ơi Gidu di chuyển lỗi thế. Quả này thì có trời cũng không cứu được anh em ơi. Thôi thì bỏ thôi chứ biết sao giờ. Đấy bỏ thì thương anh em mà vương thì tội nha. Nên chúng ta đừng có vương. Thêm cả Wonder nữa, Wonder định cân 3 là gì đây? Mình thì không thể nào bắn được trong tình huống này rồi anh em à. Chỉ có thể đứng từ xa và hỗ trợ Wonder chưa một thôi. Tuy nhiên thì quá khó rồi. Có thêm cả Rat xuất hiện ở đây nữa, Rat ơi. Hay quá, để mình cover Rat bằng hết sức bình sinh của mình luôn nha anh em. Ây da, Brian nó né chưa một mất rồi. Thôi thì pha này 2-1 tạm ổn anh em à. Gọi là nó cũng gỡ gạt lại được một chút xíu ấy. Chứ nó không quá lỗ ha. Chứ để mà hạ gục được tên bạn, hạ gục được Gidu cùng với cả Larat mà tay mình không đổi lại được bạn nào quá lỗ luôn ấy. Con rồng nó cũng đã xuất hiện rồi này, mà tay mình ở dưới hết trơn, chắc là sẽ mất cái con rồng này thôi. Mình cầm Stuart, mình cầm tinh linh thì nói chung cũng chả sợ gì con Toro này đâu anh em ơi. Từ từ ulti outplay được cái ulti con Toro này, bắn chiêu một, bắn thương phát nữa. Ui trời ơi, may quá Korat anh em ơi. Quả đó là mình không đủ đam, hơi bị đen luôn ấy, nhưng mà Korat cũng đã giúp cho mình lấy được cái mạng của Toro rồi. Quả không có Rat thì không biết làm sao luôn, để cho Toro nó chạy về trong cây cú đấy. Gidu đang núp bụi này em ơi, Gidu núp bụi góc này hay nha, biết ngay mà. Nói chung núp phạt quả này chí phết đấy. Trời ơi thiếu xíu đam kìa thôi sao, bắn thằng Brian này cover Gidu cũng được anh em à. Gidu về đi bạn ơi, ôi hơi rướng, ơi gì hơi rướng nha. Quả đó Gidu rướng quá anh em à. Gidu mà về đi để cho mình tự lo lắng thằng Brian cũng được, không vấn đề gì đâu, không sao ha. Có chuyện mình có double kill cũng ok rồi. Và đó kiểu Gidu núp cái bụi đó anh em, là cho dù là không bắt được Violet cũng sẽ bắt được rừng tay bạn đấy. Tại vì rừng tay bạn đi cái hướng đó mà, Gidu chỉ cần xích lại là đảm bảo có được cái mạng Brian đơn giản thôi. Rồi ok, như mình cũng đã nói ở những cái trận đấu trước khi mà mình đánh bắn AD, làm xong trụ đường rồng, chạy thẳng lên mid hoặc là top giúp cho mình. Chạy thẳng lên top, nếu như mà top còn trụ, bây giờ top mất trụ thì chúng ta chạy thẳng lên mid thôi. Tầm này mình xả đam liên tục qua đây mà bắn đầu lắm, chưa một có mạng. Ôi, chưa một không có tới rồi. Mà kể cả là tới thì mình nghĩ chắc cũng chưa đủ đam đâu. Nó thiếu một chấm một xíu xíu máu đây này mà. Làm luôn trụ mít nha. Enzo đang có mặt ở đây này. Bị mình cùng với cả Gidu cấu đi hơn nửa cái máu rồi. Tiếp tục là đẩy lên vào trong trụ và sẽ là ép và cố gắng lấy được bao nhiêu máu trụ tiếp theo thì lấy nha. Lấy được luôn thì ngon, không lấy được thôi anh em à. Toro này, Toro chúng tôi bắn này. Bắn đầu phết chứ đùa đâu anh em ơi. Cầm tinh linh thì nói chung cũng không có lo lắng gì mấy thằng tăng này rồi. Chưa một này có mạng luôn cả Violet. Về đi Gidu ơi, thôi nói chung là Gidu làm pha này hay rồi đó. Đổi mạng Gidu mà được hai cái mạng của cặp AD support thì bạn làm thêm cái trụ mít nữa thì còn gì bằng nữa anh em ơi. Về phần cái con Stuart này thì đang là một cái chất tướng rất là khỏe nha. Cực kỳ đáng để mà anh em mang vào leo rank. Con Stuart này là một, con Erin là hai ấy. Anh em nào bắn AD thì cứ mang ngay cái chất tướng này vào mà leo rank thôi. Cực kỳ khỏe luôn. Đảm bảo anh em lên rank rất là nhanh chóng thôi anh em ơi. Tóc biến là ulti luôn này, bắn thường phát nữa là có mạng của Violet. Tay bạn mà tăng ấy, thì anh em sẽ cầm cho mình đó là cái tinh linh. Còn tay bạn máu giấy ấy, anh em chỉ cần cầm hắc vàng là đủ rồi nha. Cầm cái bạn luyện kim ấy, đó. Tăng thì cầm tinh linh, anh em bắn tăng là bao nhiêu máu anh em cũng sẽ bắn được vào máu thôi. Toro đây muốn làm gì đây? Một combat luôn à. Thằng này đánh máu chiến thật sự anh em à. Ôi ulti lên luôn. Quả này thì mình hơi không ngờ là Toro lại dám ulti lên luôn anh em. Chiêu một này khá đẹp, lấy được cái mạng của đó là Lyanna. Thôi Brian ơi bạn bị lừa rồi bạn ơi. Mình còn cho mình cái chiêu hai mà. Brian dính được cú lừa rồi. Tội luôn ấy chứ. Ở cái mức rank này đánh AD ấy, mình cảm giác là có một cái tình trạng chung là như thế này. Bắn AD thì gặp những cái trận đấu rõ xanh luôn. Từ đầu cho tới giữa game rõ xanh. Mà lại không đi ép trụ anh em mà. Cứ đi lăng tăng lăng quăng đi farm rồi làm này làm kia ảo tưởng cân năm. Nói chung thì mình thực sự không khuyến khích cái lối chơi đó nha anh em ơi. Anh em cứ chơi như mình đi, cống hiến cho mình. Cứ ép trụ thôi. Vào cái thế mà chúng ta xanh hơn đối phương ấy thì luôn luôn phải ép trụ chứ đúng không anh em ơi. Con gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Bắn AD cứ đi lăng tăng lăng quăng, xanh thì không chịu đi ép trụ. Đó, ở đầu game mà chúng ta có lợi thế thì em cứ cố gắng ép trụ giúp cho mình nha. Sau khi lấy trụ đường đồng xong, di chuyển ra mid hoặc là top là mà chúng ta lấy thêm cái trụ tiếp theo, liên tục là ép nha anh em ơi. Đi chung với team lúc nào cũng phải đi chung với team, đừng bao giờ đi lẻ. Bắn AD là đừng có đi lẻ nha anh em ơi.
đánh những cái chất tướng đi top, đi rừng đồ khác thì đi lẻ được, chứ còn bán AD, riêng AD thì đừng bao giờ đi lẻ giúp cho mình ha. Ok, thì cái trận đấu này kết thúc cũng cực kỳ là chóng vánh bởi vì anh ép ghê quá mà. Trận này chắc chắn là mình được MVP rồi. Ui, 47% đam nè, em thấy không? Ok, và chúng ta sẽ cùng lại tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nào. Trận đấu này thì mình bít cuối. Game này mình cảm giác lâu reo khá là ngon, tuy nhiên thì vẫn hơi sợ về cái con Yata nha anh em ơi. Ổn hết rồi đấy, nhưng mà hơi sợ con Yata một chút xíu. Tuy nhiên thì mình nghĩ với một cái mức rank như thế này thì mình sẽ chờ cho Yata bay xong mình múa vẫn được. Chứ còn lên rank cao thì con Yata nó khôn lắm anh em à. Nó cứ dí mình thôi. Rank này mình nghĩ là vẫn sẽ chờ con Yata nó múa xong. Rồi mình con Yata bay xong thì mình sẽ múa được đó. Ui, Ritter còn gì đẹp hơn nữa hả anh em? Tên bạn toàn là những cái chức tướng kiểu không sốc đam quá nhanh, quá mạnh. Là múa lâu đeo trận này tương đối là ổn đấy. Ok, con dê bắt đầu vào trận đấu. Thì bây giờ mình cũng đã có trên mặt bắt đầu 4 nữa này. À, đưa tay bạn lên tương đối là cao. Thì làm tí Van Heel luôn chứ còn cái gì nữa đúng không anh em ơi? Có thêm cái Ritter này. Làm Ritter với chúng tôi mất tốc biến này xác định lên bài điểm số luôn nha. Ok, một tình huống ganh rồng lấy được mạng của cặp AD support thêm địch luôn. Giờ thì làm luôn con rồng nữa còn gì bằng đúng không anh em? Rồi, làm xong hết tất cả xong xuôi thì bây giờ ra mid này, quyết định là bay thẳng vị trí của đó là Yata luôn. Yata đầu game thì mình nghĩ đang chưa đủ đam để có thể hạ gục được mình đâu, một hồi nữa thì mới đủ đam nha. Ây da, nhưng mà khổ một nỗi là mình hết mana mất tiêu rồi. Quả này còn mana thì bên ra là múa được chứ hết mana. Từ từ nha, mình sẽ bọc của bên này chắc chắn là Yata sẽ ở lại đấy mà. Quả này cỡ gì Yata cũng sẽ ở lại thôi. Ôi, tiếc quá nhờ, lướt không tới. Xa quá rồi, thôi về anh em à. Ồ, đường rồng lại có đánh nhau này, chuối không là chuối luôn, Van Heel yếu máu. Ơi, Van Heel chạy nhanh quá anh em. Từ từ nha, mình hồi đợi chưa hai lướt lên múa này. Ok, Yata tóc biến mất tiêu rồi, rồi xong luôn. Lướt chiêu 2 lại không tới rồi, Ritter muốn quýnh mình luôn à, ghê vậy. Ông này quýnh mình luôn thì xác định là ông phải lên bảng rồi, cỡ nào mình phải băng trụ múa trong pha này anh em à. Trời ơi, đen vậy ta. Sao mà để con Van Heel nó sống có gì ta đây luôn. Chết rồi. Hết cứu thiệt hả chứ. Quả vừa rồi nói chung là hơi đen anh em mà. Có Zena ở đây nè. Múa vị trí của Zena luôn nha. Né chiêu các thứ. Ok, Zena trâu quá. Kiểu như nó rặn chiêu anh em, nó có miệng thương, nó trâu cực kỳ luôn. Zena quyết định là ở lại. Không bị lên đi bạn. Thôi ở lại xác định lên bảng đi. Không còn tốc biến nữa, chạy đi đâu đi. Ủa, nhầm anh em ơi, giờ nó mới tóc biến, hồi nãy lên nó sẽ chưa một lú cái đầu được cái chứ. Thôi thì bây giờ xác định cũng phải lên bảy điểm số chứ sao đây ha anh em ơi. Ôi, đường rồng đóng cái gì ta, lấy nội tại trước này. Ôi, ghi đu ulti đẹp quá mà mình không có ulti để múa anh em mà. Ây da, quả này tiếc quá nhờ, quả này mà mình còn ulti thì nó là gọi là rực rỡ luôn anh em. Ôi, chết rồi, Triệu Vân sao ulti nhanh quá vậy, nó gõ đâu quá. Ây da, tầm này con Triệu Vân nó gõ đâu quá anh em mà, chịu không nổi thiệt cái chứ. Triệu Vân nó làm lại đam ảo lắm nha anh em, chứ không phải là như con Triệu Vân trước kia nữa đâu. Ok, hồi sinh trở lại rồi này. Yata, ui Yata múa luôn à. À, có Ritter, trời ơi hai thanh niên này sốc đam ghê quá. Mới hồi sinh ra mà ngụm nữa rồi anh em mà. Tầm này thấy Zena đẩy lên khá là cao này. Ô, Zena combo mình luôn à. Ôi, không lẽ là mình lại tiếp tục ngụm hả anh em ơi? Không có đâu. Ao bà nhây nha anh em ơi, ao bà nhây hết chiêu Zena luôn. Đó, ao bà nhây này. Múa, lú cái đầu chưa Zena ơi. Lụm kẹo, lên được băng nhẫn nữa này. Tầm này đỡ sợ Yata hơn rồi đấy. Băng nhẫn thì nó sẽ củng cố cho mình một cái lượng giáp và kháng phép tương đối, cũng tương đối đấy, không phải ít đâu anh em à. Chắc là mình muốn con blue này đi, chứ tầm này mình sắp hết mana rồi ha. Ê, sao chưa hai lỗi. Làm tiếng blue này đi chứ sắp hết mana tới nơi rồi. Ok, giờ thì sẽ không cần phải lo về cái vấn đề đó là mana nữa rồi ha. Ok, ui Yata quyết định là bay luôn à, ngon, Yata hết bay nè anh em ơi. Múa được nha, bận tùy lên múa luôn này, đó múa, ui sẽ đã quá anh em ơi. Ô, đâu đó. Lại là con Triệu Vân. Nó bổ một cái mình chịu không nổi thì cái chứ. Đang múa phê cái tay anh em à. Nó bổ một phát, ui xô, tỉnh luôn mà. Tỉnh hết cả người luôn. Sợ thật sự ạ. À. Ok, giờ thì sẽ ráng là không mất thêm cái sai lầm nào nữa nha anh em ơi. Bổ đi bạn ơi, rồi bây giờ đi bổ thoải mái. Mình có thanh tẩy mà. Từ từ nha, riêng thằng Van Heel này nó bắn đầu lắm nha anh em đó, anh em thấy nó bắn không? Ôi giời ơi, vừa đánh vừa lui này. Ok, lầm luôn các bạn Van Heel. Đang có Ritter kẹt lại ở đây rồi. Ritter chắc chắn cũng sẽ phải lên bảng thôi chứ làm sao mà sống nổi nữa đây. Zena đẩy lính nè anh em ơi, mình thấy Zena đẩy tương đối là cao, tên bạn cũng ở mít hết rồi. Nên lên đây làm tí solo kill cùng với cả là Zena luôn cho nó rực rỡ. Solo kill luôn Zena ơi, múa luôn này, châu quá, trời ơi. Châu kinh khủng thiệt cái chứ. May quá vẫn ăn được cái mạng Zena anh em à. Đây chỉ là một tình huống nổi mạng thôi, mà Zena châu dễ sợ thiệt cái chứ. Châu quá trời châu luôn. Ok, hồi sinh trở lại nè anh em ơi, Zena mất bay, còn gì đẹp bằng nữa. Bổ đi Triệu Vân, ok thanh tẩy cái nhẹ nè, bổ với chúng tôi này. Trời ơi, nhưng mà nó cái lượng đam của Triệu Vân này nó vẫn quá xàm. Mình không hiểu tại sao nha, một chất tướng kiểu nó lên đồ trâu bò chứ nó không phải lên đồ đam anh em à.
mà cái lượng đam nó lại lên ảo tới như vậy thì mình cũng hơi khó hiểu một chút xíu đấy. Chiều bữa nó full tăng đấy em, mà nó bổ một phát mà mình kiểu bình thiên hạ luôn. Ô từ từ nha Jena nha, từ anh em mà quả này phải tỉnh, quả này phải tỉnh. Ô ok con dê lụm nhẹ luôn các bạn, Jena ao bà nhây ha, biến về hồi máu xong rồi anh em ơi. Tiếp tục là thấy bên này quấn nhau này, múa, thèm cái cảm giác múa lắm rồi anh em ơi. Từ từ rồi chiêu hai thêm lần nữa bật ulti này đó, lụm mạng gia ta trước nha, rồi tới Triệu Vân với lại con Ritter sau. Giờ mình dí Ritter từ nhà tới trường luôn, đang có con red anh em mà. Ấy đánh thường nó phát nữa làm chậm này, chiêu hai đánh thường phát nữa làm chậm tiếp này, lại là làm chậm này. Làm chậm nhân Ritter này khùng luôn mà anh em ơi. Ơ đừng xui mà. Rồi may quá cả hì, không có cả hì quả đó, Ritter nó về rồi đó. Lại là cái kịch bản một chấm máu xui. Jena chắc không đép nổi đâu anh em mà. Múa luôn nha, múa vào vị trí của Van Hell cùng với cả là Jena luôn. Van Hell với chúng tôi này, có băng xương vẫn outplay được nha anh em ơi. Vẫn outplay, nó gọi là tẹt ra. Ok, quét sạch rồi. Giờ chắc win luôn rồi chứ còn gì nữa đúng không anh em? Thôi thì chắc chắn là cái trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc lại đây rồi. Ui, coi như là pha combat mình làm hết luôn chứ còn gì nữa. Ok, ngon. Hôm nay thì đánh trận nào mình cũng MVP cả, có trận do là được hạng 3 thôi. Ui, 42.4% đam này cũng dữ dằn thiệt cái chứ. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo này nào anh em ơi. Trận này thì với chất tướng của Murad cùng với cả là Stoat thì mình có thể bích được Karisi ở trong game này nha. Bởi vì sao? Là bởi vì cái lúc mà thằng Murad á, nó ảo, đang ảo anh Trảm nha anh em ơi. Nó ảo anh Trảm gần xong thì chúng ta sử dụng con Karisi này với cái chiêu 2 của mình, chúng ta có thể hất tung được con Murad lên nha anh em ơi, gọi là tham minh nó đấy. Chờ cho Murad cứ gần ảo anh chạm xong, chỉ cần hất chiêu 2 lên một cái thôi, Murad 100% bị hất tung anh em mà, cực kỳ khó chịu luôn. Cho nên khắc chế được Murad là cái thằng thứ nhất này. Còn về thằng Stuart thì đảm bảo là Stuart nó không đụng vào được người của mình luôn đó, mình cứ đứng từ xa mình thả bướm thôi, trừ khi là mình di chuyển lỗi anh em mà thì mình sẽ bị thằng Stuart nó đam. Chứ còn không là chỉ cần đứng từ xa phóng bướm các thứ là cấu đấm máu là khiến cho thằng Stuart nó khó chịu đến mức khùng luôn anh em mà. Nhưng mà mình bị cái là thua kèo UE nha, và rất là sợ con Bayonet ở trong trận này. Thôi thì bích thứ ba chấp nhận thôi anh em ơi. Khắc chế hai con đầu của đối phương thì bị ba con đằng sau khắc chế lại. Đúng là hết vị thì cơ chứ. Ok, bắt đầu vào trận đấu này. Như thường lệ thì cứ đẩy lên mít xong rồi mình sẽ xuống đường đồng một mình ganh nha. Tình huống này thì Stuart đang yếu máu rồi, tốc biến là mình sử dụng chiêu 2 này, sau đó phóng bướm. Và đây sẽ là một tình huống mà giúp cho mình có được cái mạng chiến công đầu nha. Khá là suôn sẻ ở đầu game luôn. Tiếp sau đó khi mà về lane này thì bất ngờ là Nagaroth cũng núp ở trong bụi. Mình thì phối hợp cùng với cả Nagaroth, khi mà Nagaroth hất tung được con UE lên thì mình cũng tiếp tục là mình xài cái chiêu 2 để hất tung được con UE thêm một lần nữa. Và thế là có mạng của UE, mặc dù là UE đã bung cái tốc biến nó mà chạy đi rồi, cũng không nào thoát được. Tuy nhiên thì bây giờ cái lượng mana của mình nó hơi bị ít rồi nha, hơi bị hạn hẹp rồi nha. Có Bayonet đang ở đây nè, mình sẽ núp ở trong cái bụi này chờ cho Bayonet khi mà anh ta lao vào thì có một tình huống hất chiêu 2 Bayonet lên liền luôn nha anh em ơi. Đây rồi, hất chiêu 2 lên này. Ôi chết rồi. Hất nó bị hớ rồi, chính xác hơn không phải hớ mà là nó bị ngắn thiếu tầm một chút xíu. Không sao anh em mà, quả này Widow đang kẹt ở đây, sẽ có mạng Widow mà thôi. Hất chiêu 2 lên cover vào vị trí của Elsu này. Và Bayonet bị khống chế liên tục, anh ta bị dồn CC cũng đã phải lên một điểm số rồi. Liên tục đánh thường rồi bồi đam vào thôi chứ không còn chiêu gì nữa. Để lại một cái chiêu 1 này, để tay mình làm gì được thì làm. Chứ còn mình hết mana rồi anh em ơi, sau đợt này sẽ cần phải biến về thôi nha. Ok, biến về xong rồi anh em ơi, Bayonet này. Ui chui kép mạng. Chiêu 1 ngon. Ui, quả này không có chiêu 1 của mình thì là Nagaroth khả năng lên mấy điểm số thì bị cao đó nha, chứ không phải là kẻ đâu anh em à. Tại vì mình vừa thấy là con Bayonet nó quýnh nó chém xuyên tường luôn anh em, nó nhảy thẳng vào Nagaroth tay mình luôn mà. Mà đó nếu không có cái bướm mình có khi Na lại ngủm rồi đấy. Ok, tiếp tục là đẩy lính xong rồi di chuyển xuống đường rồng thôi. Một pha bướm này khá là đau, lấy được giúp Elsu lấy được cái mạng của thanh niên Bayonet. Pha này hất chiêu 2 hụt bạ rồi. Mình đã cố gắng cover Elsu nhưng mà chiêu 2 nó không có tới, thằng Stuart nó dở quá. Mình đi kia, mình dâng cao lên xíu nữa xong rồi mình xài chiêu 2 là ngon rồi, nhưng mà mình sợ anh em à. Tại vì đánh cái chất tướng như thế này không có chiêu lướt ấy, thành ra mình cũng hơi sợ. Có một cái tóc biến nó phòng thân à. Từ từ nha, ghi đuôi nước bụi này anh em ơi, rồi xong. Ui trời ơi. Elsu bồi đam thêm vào nữa, UE bốc hơi trong chưa đầy một tức tắc. Giờ lại làm luôn cái trụ mít chứ sao. Ông Elsu này được cái là biết ra mít để mà ép chung này anh em ơi. Đó, trận này là AD chất lượng nha. Làm luôn Widow này đi. Hơi thiếu xíu đam mà đánh thường nè. Ok, có luôn các bạn Widow. Ôi chết rồi, cứu mạng. Chắc không cần tốc biến đâu hả anh em ơi. Thôi phải tốc biến đi. Tốc biến chứ có thêm Stuart nữa mà. Không có Stuart thì mình khỏi tốc biến cũng được. Mà có thêm AD thì bạn tốc biến cho nó lành này mà. Tại vì dù gì thì cái mạng của mình hiện tại đang cũng là một cái mạng xích đao 7-0 rồi. Bốc hơi kìa em. Gọi là không thấy được bài này đang ở đâu luôn mà. Cũng hơi quá nhanh, quá nguy hiểm luôn ấy.
pha này hơi khó ép rồi, tay mình còn toàn nửa cái máu thôi. Liên tục là bị cấu rỉa bởi con UE này nè anh em ơi. Chiêu 2 chiêu 1 này có mạng Viro không? Câu trả lời là không rồi. Khi mà ta giải ơi, Elsu chạy đi bạn ơi. Ô cái gì đấy? Ô mình vừa thấy cái gì vậy? Gidu núp lỗi hả ta? Gidu hình như là núp bụi nhưng mà thò cái đầu ra ngoài chứ không phải là Sudo SH map đúng không anh em? Phá đó mình nhìn mình hơi bị hoa mắt một chút xíu ấy, cứ tưởng Sudo SH map. Chả biết anh em không để ý nữa. Không biết là cái thằng Gidu nó núp bên ngoài hay nó núp bị hớ hay là vào trong bụi rồi vậy? Elsu hỏi AD nó có map không anh em nè. Ôi chết rồi. Thanh niên này tóc miếng nó quýnh mình luôn à. Ôi có một mình Guido thôi thì mình lo lắng được nha. Chứ có thêm cả Bane thì quá là khó rồi. Cái mạng shutdown cũng đã có bởi Bane rồi anh em ơi. Toàn thực sự. Hồi sinh trở ra này, tiếp tục lại là ép mà thôi. Bật ulti lên này. Bướm ok, thế là có mạng của UE dí thằng Bane luôn nha. Ê thiếu đi xíu đam kìa được không? Đánh thường của mình sắp tới rồi. Ồ không đủ đam đây nè mà. Khó rồi. Tầm này khó ép quá. Kiểu như tên bạn nó dọn lính nhanh quá đi anh em ơi. Có con UE Situat rồi. Thêm cả Murad nó chỉ cần lao ra nó ảo anh chạy một cái thôi là sạch lính rồi. vừa nhắc thằng Murad xong thả bướm cái chết queo rồi. Murad đang phá mắt này em ơi. Ôi ôi ghi đu rồi xong luôn. Tóc biến chói mỏ thế này thì hỏng. Bộ tuy ra nha anh em ơi, quýnh được quả này quýnh được này anh em. Ok lượm luôn các bạn bay nè, từ từ lui nhẹ cái đi. Tại vì giờ mình cũng hết chiêu rồi. Thằng sư đoán nó dồn đam đau lắm á nha, chứ không đùa được đâu. Làm tí núp bụi anh em ơi, tầm này núp bụi sẽ bắt được ai không? Rồi xong Murad lên hình dĩa bạn ơi. Tầm này đam to thì thôi nhé luôn. Từ từ tiếp tục núp bụi này anh em ơi. Con UE lên cao không? Ui UE không lên cao rồi. Thả bướm. Ui đau chưa? Lùm luôn mạng này. Rồi băng xương. Ây da, cái gì vậy trời? Quả này bị thằng Sutoat nó ịn vào nhưng mà mình không có giày kiên cường á anh em. Chợ này mình lên giày phù thủy, rốt cuộc là đâu có băng xương được đâu. Quả đó thằng Sutoat nó ịn vô mình xong rồi lại làm cho mình bị khựng lại một nhịp. Phải có giày kiên cường thì mới băng xương được nha anh em ơi. Chứ còn lên giày phù thủy là chịu rồi. Trời dở quá. Biết vậy mình băng xương sớm hơn xíu là ngon luôn ấy. Ok hồi sinh trở lại rồi anh em ơi. Ryuma từ từ bạn ơi, chạy đi. Mình tới mình cover bạn đây. Đó, chắn đam đây anh em ơi. Ai đời cầm cái DC limit mà chắn đam đâu. Đừng băng xương nè. Rồi Ryuma chạy đi bạn. Trời ơi, Ryuma báo ghê không? Quả này Ryuma báo quá, anh biết tại sao không? Sao báo không? Tại vì ổng tới cho cái thằng Bane nó quýnh vô Ryuma. Xong rồi thành tựu ra là con Ryuma nó né hết chiêu của mình luôn. Hết khục nữa rồi, toang luôn. Báo quá trời, quá đất rồi Ryuma ơi. Ok hồi sinh lại thêm một lần nữa nè. Nãy giờ bị ngụm liên tục quá mệt mỏi rồi anh em, mà hình như là pha này lại ngụm tiếp rồi anh em. Giờ sao đỡ nổi con Sidoat này đây. Mới hồi sinh ra luôn tiếp tục ngụm rồi. Ôi không được mắc thêm sai lầm nào nữa nha anh em ơi. Có vẻ như nãy giờ hơi bị quăng game rồi đấy. Nó chính ra thì mình cũng quăng game mà đánh đàng hoàng mà anh em. Tại vì nó cứ sao sao ấy, nó trồn trồn kiểu gì á. Ok hồi sinh trở lại rồi anh em ơi. Tầm này là phải đánh kỹ nha. Không được mắc thêm sai lầm nào nữa đâu. Sidoat tay bạn chuẩn bị ra này. Combo bay nè, hụt hết chiêu luôn mà. Từ từ tạm thời tay mình phải bỏ đây Murad nè, chuẩn bị ăn chạm này anh em ơi. Rồi xong, lên gì chứ còn cái gì nữa. Anh thấy không? Đó là cái cách để mà khắc chế được con Murad bằng KDC. Đâu ra thằng bay nè này, bay nè với chúng tôi bụng tuy lên luôn nha anh em ơi. Rồi xong rồi tóc biến lên sẽ là có nha anh em ơi. Sẽ cần phải có một tình huống tóc biến lên, khỏi luôn đi. Khỏi tóc biến lên cũng ăn được mạng ai đưa tới bạn. Rồi xong tay bạn mất đi 3 thành viên rồi. Giờ cả tay mình chỉ cần việc là lên win thôi chứ còn làm gì nữa đâu đúng không? Rồi vào việc anh em ơi. Tóc biến lên nè. Rồi băng xương cái nhẹ. Mới chết là không đủ tiền rồi. Tự nhiên pha này bán băng xương quên anh em ơi. Quên là không đủ tiền. Ngáo thì cái chết lú ghê. Mà thôi win rồi. Pha này còn quan trọng nữa đúng không anh em? Lại là MVP này. Chuỗi thắng 4 rồi. Ok và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng ở trong video ngày hôm nay nha. Tình hình này mình xài quá nhiều con mít rồi ấy. Trận này không biết quýnh con mít gì luôn anh em mà. Ông kia đi support à. Ôi, tại vì mình đang ở bấm ở bên cái hạng mục tướng support. Thành thứ ra là không có trở tay kịp. Thôi thì bích con Rui này đi mít cũng tạm nha anh em ơi. Game này nói chung con Rui là mình để dành mình lên rank cao mà đánh. Chứ ai đánh con Rui rank này anh em ơi. Rank này bị cái là tem không hiểu ý là con Rui nó phế luôn. Con Rui cực kỳ mạnh và cực kỳ lỗi game ở trên đánh cao. Tuy nhiên ở mức đánh này thì mình cảm giác nó hơi a đùi chút xíu. Ok bắt đầu vào trận đấu nào anh em ơi. Bật ulti ra nè, gọi cả team xuống đây mà lụm con rồng này chứ còn chần chờ cái gì nữa. Từ máu mình tương đối yếu rồi, mình sẽ còn phải biến về nha. Ok ulti lên lại nè, quýnh đi anh em ơi. Mình tăng đam cho AD. AD chạy đi, Yuka bật độc đặt vòng sẵn với Yuka này. Có gì mà Yuka chạy về, tốc biến lên cứu Yuka. Ok anh em ơi, cover Yuka xong cho Yuka về. Ôi, đánh cái con Rui này nó bài bản thì thôi nhé. Chứ còn cái gì nữa anh em ơi. Quá mẫu mực luôn, gọi là support mẫu mực. Ở phía bên kia đang có quýnh nhau, từ làm xong cái tên lính này ra anh em. AD thì mình về mất tiêu rồi. Thôi, về đi support, đặt vòng cho support về nè. Support không về à, với lượng máu đó không về. Anna này cứ bóc.
cướp bóc với chúng tôi, lụm luôn con rết anh em ơi, ngon 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 ngon, giữ lại được con rết là ngon rồi em mà, không có cho thằng Na con rết. Có sao tự nhiên nó bình yên đến lạ vậy ta, hình như là tay bạn ta đừng cái xe thì phải. Rồi ulti ra luôn nè anh em ơi, tự đặt vòng cho mình cái thằng Na, từ từ Na bình tĩnh bạn ơi, làm sao mà giết được mình. Ôi lụm luôn cái mạng Na kìa anh em, ulti lên đại nè. Đó AD chạy đi, rồi AD đứng im bắn luôn vậy. Ừ, mình cố gắng mình cover AD nè, hơi khó quá rồi. Từ từ con Liliana này thêm chiêu một nữa là ăn mạng đi được của Liliana nha. Ok ngon lành luôn, làm luôn con ta này anh em, mình tăng con ta này. Em ơi chết rồi, con Odin tới rồi em ơi. À. Rồi xong tóc biến lên ulti luôn mà, khó đỡ thiệt cái chứ. Ok hồi sinh trở lại nè, Gidu bò lạc đâu rồi bạn ơi? Gidu với chúng tôi, Gidu này. Hay quá, lùm bùm làm pha ulti đẹp quá, đánh thường liên tục. Ô oh, đặt vòng, anh em ơi đặt vòng, ulti Na ra nè, lụm kẹo. Ok biến về ngon luôn, cho mình cùng với cận ngộ không biến về luôn. Khoảng tầm đến phút thứ 10 của trận đấu này thì bây giờ là thế trận đang nghiêng về phía cân bằng anh em mà. Yuka yếu máu mình sẽ đặt vòng phạt sẵn nha, khi mà Yuka cảm thấy không ổn thì Yuka có thể vào trong cái vòng của mình và biến về. Ê tóc biến lên, mày quá vẫn cứu được Yuka quả này anh em mà. Phải này tóc biến lên câm lặng Erin, khống chế nó đâu có cho nó làm gì Yuka tên mình đâu, đặt vòng cho Yuka luôn này. Ây a ulti rồi, làm sao giờ, làm sao Odin ơi, làm sao đây bạn ơi, có tên mình tới này. Ôi từ từ nha, chờ mình về đó, mình chỉ về xong mình lên lại. Hay luôn ấy chứ, Yuka lụm được mạng của thằng Gidu luôn. Rồi tiếp tục là Adun cũng phải lên dĩa rồi này, cho Yuka đặt vòng Yuka về này. Yuka tương đối yêu máu rồi. Ô Lily làm gì đây, làm gì, ô cào làm gì Lily. Trời ơi, quả đây lâm bâm đừng có cốc ra chứ. Ôi vẫn đủ diamond. Ui Lily có băng xương anh em à. Quả đó lâm bâm cốc ra hơi bóp mình. Và đó mình chỉ cần xài hai lần chiêu một đánh thường có khi ăn được mạng Lily luôn ấy. Tầm này con thần cây xa nó ra rồi này, mà rừng cũng bị cả top tay bạn lên dĩa rồi. Nên thôi làm tí con thần cây xa này luôn nha. Mình sẽ cần phải đặt vòng, sau đó mình về mình lên đại này mà. Còn có nửa cái máu thôi, cho tay mình cả tay lên đây ăn con thần cây xa này nha. Búp này. Gidu làm gì vậy, tóc biến, ulti tóc biến rồi chứ. Erin với chúng tôi, khó chịu chưa. Giờ tay bạn mất đi hai thành viên rồi, sẽ không phải ép trụ mít thôi nha em ơi, chứ còn chần chờ gì nữa đây. Làm luôn được hai trụ mít luôn chứ đùa đâu. Sau cái pha ép này và kể cả là lính lên top cũng đang tương đối là cao này, thì sẽ cần phải tiếp tục là lên ép lên top này nha anh em ơi. Erin làm gì đây, con Rui này thực sự con máu cũng tương đối là khó chịu đó nha anh em ơi, nó lỗi game lắm. Nói chung là con Rui này cực kỳ là lỗi game luôn, biết chơi nó lỗi game, nhưng mà kiểu ở một cái mức rank như thế này team hơi không hiểu ý, cho nên là thành ra cũng khó này mà. Nhưng mà trận này team mình được cái thì cũng gọi là tạm, cũng gọi là biết hiểu ý một xíu đó anh em. Ủa trời, anh em thấy đam to không? Nhìn vậy thôi nha anh em, nhìn cái lượng đam nó từ từ nó ít vậy thôi ấy, chứ thực sự là đam rất là to, chứ không phải là đam nhỏ đâu nha. Ơi đặt vòng cho AD này, toàn rồi, cover đây không kịp rồi. Mình sẽ đặt vòng ở đây nha, để mà nguy hiểm quá thì mình về anh em mà. Cố gắng cover Yuka này, Yuka ơi cố lên bạn ơi. Khó quá rồi, thôi mình cùng với cả support sẽ về thôi. Làm sao đây, dồn đi, dồn sao được mà dồn. Ok, ép được lên trên cùng với cả lên giữa rồi, giờ sẽ cùng ép dưới lấy ba đường nha. Ngộ Không ơi, mình sẽ đặt vòng cho Ngộ Không, phòng cái trường hợp là nguy hiểm anh em mà. Đó, pha này quá là nguy hiểm, nó cover Ngộ Không thành công này, giúp cho Ngộ Không có double kill. Đó vòng các bạn ơi. Ô vào cái vòng của mình này. Mà pha đó vào vòng có khi Arduin nó lụm luôn không ta. Nên thôi, đường Ngộ Không chạy đường đó nó vẫn gọi là sao nhờ, an toàn. Thôi, cái tay mình cũng tương đối yếu máu này. Gọi là yếu máu hết trơn rồi. Thôi về xong rồi ulti lên lại nha anh em. Đó, được cái tay mình hiểu ý phết đấy chứ đùa. Mình cũng khá bất ngờ khi mà tay mình là hiểu ý khi mình đang chơi cái con Rui này anh em mà. Nói chung mức rank này thì dạo này cũng tạm ổn, tăng chủ Yuka đánh này. Đó, quá trời là bài bản luôn. Ok, thì video tới đây quá là dài rồi em ơi. Trận đấu này cũng sẽ là trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ 10 ở trong cái tập của ngày hôm nay rồi. Và thực sự thì làm xong cái video này mình tốn rất là nhiều thời gian và công sức luôn á anh em. Cho nên á là mình mong anh em hãy để lại cho mình một lượt đăng ký kênh và một like ở trong video này nha anh em ơi. Ok, và nếu mà anh em share thêm cái video này thì còn gì bằng nữa, rất là cảm kích luôn. Cảm ơn em rất là nhiều, và bây giờ thì kết thúc video thôi nha anh em ơi.